này, thế là đấy là một điều, một cái duyên rất là may ạ. Và đấy, tôi xin chia sẻ cái điều thú vị của buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, tiếp theo tôi xin chuyển mic cho bạn N18 Tuyền ạ. Xin chào cả nhà, cảm ơn chị Mai Hằng. Xin chào cả nhà. Vâng ạ, chào chị. Mình rất vui được tham gia cộng đồng ban cán sự của làng mình. Mình là một giáo viên ở vùng cao, và mình một là giáo viên ở Gia Lai và dạy ở cái vùng học sinh đồng bào khó khăn. Và rất vui là tháng 4 vừa rồi á, có chương trình văn hóa đọc về Gia Chư Sê Gia Lai, thì mình rất hân hạnh là được đón tiếp đoàn của mình được về trường tiểu học Tôn Đức Thắng là trường của mình. Về Chư Sê Gia Lai thì về ba trường, thì trường của mình rất là hân hạnh được đón đoàn văn hóa đọc về trường mình. Và mình thấy các bạn rất là dễ thương, thực sự là rất dễ thương các anh chị ạ. Các bạn ấy ở hơn 30 người trong một căn nhà, thì thực sự là cơ sở vật chất sẽ không đủ cho các bạn. Và nhưng mà các bạn rất là nhiệt tình, làm là thâu trưa, đêm cũng làm thâu đêm để chuẩn bị cho cái ngày sắp tới, cho cái chương trình văn hóa đọc của các trường. Các bạn nằm cả trên những cái sàn, các bạn cũng không cần nằm bằng chiếu luôn các anh chị ạ. Các bạn nằm dưới nền nhà đó ạ. Các bạn nằm dưới nền nhà, các bạn ngủ mà các bạn rất là nhiệt tình, rất năng động. Khi mình thấy các bạn như thế thì mình quyết định là thôi, từ nay mình cũng sẽ phụng sự. Thực sự cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Vâng, mời chị Tuyền, mời thầy cô tiếp theo ạ. Dạ. Mời bạn. Mình không có thấy rõ tên nhỉ. Chị mời theo số cũng được. Này. Mời chị Bùi Thị Thanh ạ. Nhóm 17 ạ. Vâng, em chào cả nhà. Em là Bùi Thị Thanh Phong ạ. Thiếu chữ Phong thì sao vậy? Em chào chị Tiền Võ, em chào mọi người. Em tên là Bùi Thị Thanh Phong, hiện tại là đang sống ở Phú Yên ạ. Em là giáo viên tiếng Nhật, và cái điều mà em thấy cảm xúc của em cái ngày hôm nay á, là em thấy rất là vui vì dậy đúng giờ để mà vào Zoom. Hôm nay bật để báo thức, hôm qua là cũng vào Zoom nhóm nhưng mà lại dậy muộn, cho nên hôm nay là cố gắng để báo thức và dậy từ lúc 4 giờ rưỡi á. Và rất là vui được cùng đồng hành với mọi người trong cái chương trình lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người ạ. Em xin cảm ơn ạ. Em mời anh nhóm N1608, anh Đông Nguyễn tiếp tục phát biểu ạ. À, dạ vâng. Thì chắc có một cái duyên gì đó mà chị Phong mời em. Em thì cũng gọi là giáo viên trong trường dạy tiếng Nhật. Đó, hôm qua thì cũng vô muộn, và hôm nay cũng có niềm vui vào được đúng giờ. Đó, duyên quá chị. Nên nhóm 16 và nhóm 17 cũng hàng xóm giao lưu nhau chị nha. Em thì có thêm một cái là hôm qua cũng quyết tâm làm xong các bài tập ban tổ chức thì mới đi ngủ, thành ra là sau khi làm xong thì hay quá, mất ngủ đến tầm hơn khoảng 1:30 mới ngủ, nhưng mà sáng nay dậy thấy tinh thần rất tuyệt vời. Được nghe chia sẻ của chị Tuyền Võ, chị Mai Thanh, Thanh Quân đó, và cả chị Mão thì cũng thấy năng lượng nó rất là bắt sóng được nhau, thì rất là mong cuộc họp hôm nay sẽ thành công. Cảm ơn mọi người lắng nghe. Rồi, cảm ơn thầy Đông ạ. Thì trước tiên vào cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta đã xong cái phần check-in cảm xúc. Tiếp theo là chúng ta có một cái màn tập thể dục nho nhỏ một chút, được không ạ? Thì bây giờ mình muốn là tất cả các thầy cô giáo và anh chị em mình cùng chúng ta cùng nhau ngồi ở tư thế thẳng lưng ạ. Rồi, mình ngồi ở tư thế thẳng lưng nha. Mình có thể là ngồi xếp bằng hoặc là ngồi trên ghế, thì chúng ta để chân vuông góc
thả lỏng hai tay đặt lên đùi ạ. Hai tay đặt lên đùi. Đây là phương pháp mà tập khí để giúp cho buổi sáng chúng ta có nhiều cái năng lượng, nó tỉnh táo hơn, minh mẫn hơn, đúng không ạ? Rồi ạ. Bây giờ thì mình có thể là nhắm mắt vào hoặc là mở mắt hờ một chút cũng được ạ. Sau đó thì mình cùng nhau hít thở nhẹ, hít một hơi thật sâu. Sau đó thì phình bụng ra. Rồi thở, thở ra bụng xẹp vào. Rồi lại tiếp tục hít một hơi thật sâu. Bụng phình ra và thở ra bụng xẹp vào. Tập trung vào hơi thở. Tiếp tục hít một hơi thật sâu. Để khí ở dưới đan điền chưa vội thở ra vội. Đó, chúng ta cảm nhận được cái khí của mình ở vùng dưới bụng. Sau đó thì thở ra bụng xẹp vào. Rồi lại tiếp tục hít một hơi thật sâu. Sau đó thì thở ra bụng xẹp vào. Tiếp tục hít một hơi thật sâu, giãn căng bụng ra, sau đó thì thở ra bụng xẹp vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tập trung suy nghĩ của mình, tập trung cái sự tập trung của mình vào khu vực đỉnh đầu để cảm nhận toàn bộ, chúng ta rà soát toàn bộ tất cả những vị trí trên thân thể của mình để chúng ta thả lỏng. Chúng ta tập trung tại vùng đỉnh đầu. Vùng đỉnh đầu. Chúng ta cảm nhận năng lượng tại vùng đỉnh đầu của mình. Và vừa cảm nhận vừa thư giãn. Có những cái sự dao động, những cái dây thần kinh trên vùng đỉnh đầu của mình nó đang dao động. Thì chúng ta hãy thả lỏng, thư giãn. Sau đó thì chúng ta lại dành sự tập trung đến vùng trán, cảm nhận trán của mình. Nếu như mình thấy trán của mình đang nhăn thì mình hãy thả lỏng trán của mình ra, thả lỏng. Vẫn tập trung vào vùng trán, cảm nhận năng lượng, cái sự sống đang dao động tại vùng trán. Đây là lúc mà chúng ta đang quay về với thân thể mình để cảm nhận sự sống đang tồn tại. Chúng ta đã quen với việc cảm nhận thế giới ở ngoài kia nhiều rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng trở về với chính mình để cảm nhận cái sự sống đã hiện diện nơi thân thể mình. Đây là phương pháp thực tập rất khoa học và được ứng dụng tại nhiều nơi trên thế giới. Rồi chúng ta lại cảm nhận vùng mắt của mình. Hãy thả lỏng vùng mắt của mình. Một ngày thì mắt làm việc rất là nhiều. Vậy nên là chúng ta hãy cảm nhận cái năng lượng, cái sự sống đã hiện diện tại mắt của mình. Chúng ta hãy nhắm nhẹ chứ không cần phải nhắm chặt quá. Hãy thả lỏng, cũng có thể là mở hờ một chút. Hãy thư giãn, đừng quá cố gắng. Sau đó thì chúng ta cảm nhận vùng cơ mặt của mình ở vùng má, má trái, rồi má phải. Thả lỏng. Hãy lắng nghe sự sống đã hiện diện. Rồi chúng lại cảm nhận vùng miệng của mình. Miệng mình của mình có thể là mỉm cười nhẹ để đón chào một cái ngày mới tràn đầy năng lượng.
rồi chúng ta cảm nhận vùng hai vai của mình, hai vai của mình xem mình có hồng cứng lên không, mình xem mình có đang khó chịu không, thì mình thả lỏng cái vai của mình xuống, thả nhẹ xuống. Thường là mình hay rất hay gồng cứng cái hai vai này, cho nên nó hay bị mỏi. Thả lỏng hai vai của mình, vai trái rồi sang vai phải. Sau đó thì mình lại chú tâm đến vùng ngực của mình cảm nhận được cái nhịp đập của trái tim của mình. Để cảm nhận được nhiều hơn thì mình có thể là đặt tay lên ngực hoặc là không cần, để mình cảm nhận được cái sự sống đang hiện diện nơi chính mình, cảm nhận cái nhịp đập của trái tim của mình. Trái tim còn đập tức là chúng ta đang còn hiện diện. Một khi mà trái tim này không còn đập nữa thì chúng ta không còn được cảm nhận thế giới này nữa. Hãy biết ơn cái điều đó. Khi chúng ta đi nghỉ thì đôi mắt được nghỉ, cái tai được nghỉ, đôi miệng được nghỉ. Nhưng riêng trái tim này thì nó đập từ khi chúng ta sinh ra đến khi chúng ta không còn nữa. Cho nên là hãy cảm nhận sự hiện diện của trái tim với bạn đồng hành rất quan trọng của chúng ta. Con người ta thì bị rất nhiều các bệnh khác nhau, bị các bệnh ung thư gan, ung thư phổi, rồi rất nhiều những bệnh ung thư, nhưng mà không có, theo như khoa học và rất nhiều bài báo có trích dẫn rằng là chúng ta không có bệnh ung thư tim, thì đòi hỏi đó là một cái minh chứng nói rằng là tim là một trong những cái tài sản rất vi diệu, rất quan trọng và rất là tuyệt vời mà chúng ta đã có được. Tim chính là cái nguồn sống của chúng ta. Tim cũng giống như mặt trời ấy, nó tỏa năng lượng đi khắp mọi nơi. Rồi chúng ta lại tập trung vào vùng bụng của mình, cảm nhận sự phồng xẹp. Chúng ta hít vào bụng, phồng ra, thở ra bụng, xẹp vào. Rồi chúng ta lại cảm nhận bắp đùi của mình, đến hai đùi của mình, bên trái, bên phải. Rồi đầu gối hãy thả lỏng, bắp chân, hai bắp chân của chúng ta. Rồi bàn chân, và thả lỏng toàn bộ thân thể của mình, toàn bộ thân thể của mình. Một buổi sáng chúng ta dậy sớm, chúng ta không cần phải vận động quá mạnh bởi vì cái thân thể của mình đang ở trạng thái tĩnh, thì chúng ta phải có cái sự rà soát lại thân thể của mình để nó được thả lỏng lại. Một số bộ phận khi mà chúng ta đi ngủ thì nó sẽ bị cụt, sơ cứng. Và vậy mỗi buổi sáng chúng ta dành tầm 10-15 phút, chúng ta rà soát lại toàn bộ thân thể như thế này, nó giúp chúng ta có được cái sự tái tạo năng lượng và gửi tới tất cả những cái bộ phận trên thân thể của chúng ta sự biết ơn, cái sự tri ân để chúng ta bắt đầu một cái ngày mới thật sự năng lượng. Rồi ạ, cảm ơn tất cả các thầy cô. Rồi, chúng ta cùng nhau xoa tay như này, xoa tay này giúp mình. Rồi xoa tay thật nóng, sau đó chúng ta áp lên mặt và chúng ta cảm nhận cái hơi ấm từ tay của mình truyền đến mặt của mình. Rồi chúng ta tiếp tục xoa tay, xoa thật nóng vào. Khi chúng ta xoa tay rất là nóng và chúng ta đưa lên mặt, chúng ta cảm nhận cái hơi ấm từ tay của mình nó truyền lên mặt của mình.
Sau đó thì chúng ta để hai tay ở cái vùng chân mày như thế này ạ, để năm đầu ngón tay để cái vùng ở vùng chân mày như thế này, rồi chúng ta đưa nhẹ năm đầu ngón tay này ra vùng gáy đó. Đây là massage đầu, chúng ta cảm nhận cái sự tiếp giáp giữa năm đầu ngón tay của mình với vùng da đầu. Đây là phương pháp rất tốt, một ngày chúng ta có thể làm cái việc này khoảng tầm từ 15 đến 20 lần. Đặc biệt là đây là phương pháp rất tốt để cho những người mà tránh bị đột quỵ, bởi vì khi mà trên này của mình được thư giãn, các mạch máu trên vùng đầu của mình nó sẽ được thư giãn, không bị bế tắc. Một ngày chúng ta làm việc rất nhiều và vùng đầu của chúng ta sẽ bị mệt mỏi, căng thẳng. Khi nào căng thẳng thì chúng ta cũng phải sử dụng phương pháp này. Rồi chúng ta lại có thể xoa tay như này. Rồi chúng ta áp vào cái phần hai tay của chúng ta ấy, ở cái phần tay của chúng ta ấy, đó như thế này, đó để giữa như thế này, và chúng ta có thể xoa cái tay của mình nó nóng lên, xoa tay của mình nó nóng lên như này. Rồi, sau đó chúng ta có thể vuốt cái phần cổ của chúng ta như thế này, vuốt đằng sau. Sau cổ của chúng ta. Sau đó thì chúng ta vuốt cái thật cao lên, hít thật sâu. Vươn thật cao nhé, hít thật sâu, hít hơi thật sâu vào. Và thả tay xuống, từ từ thở ra. Rồi đưa tay cao thật lên, hít hơi thật sâu. Mắt nhìn theo tay. Kéo căng người lên và từ từ thở ra. Rồi ạ. Sau khi mà chúng ta khởi động một buổi sáng như vậy thì thầy có cảm thấy năng lượng thế nào ạ? Sảng khoái hơn chưa ạ? Thì đây chính là cách mà chúng ta có thể thực tập mỗi buổi sáng. Chúng ta nên cho mình cái cơ hội để được tiếp nạp lại năng lượng. Rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì mình muốn chúng ta cùng nhau xem một cái video nha. Chẳng sẽ làm được, bạn sẽ tạo được những phép màu. Bạn có thể tung bay thỏa sức, bạn có thể làm bất cứ điều gì, nhưng bạn phải có đồng đội. Sẽ có lúc bạn thất bại hay vấp ngã, bạn cần sự nâng đỡ, chỉ dẫn và khích lệ. Bạn có thể tìm được tất cả ở đội nhóm. Người thông minh hiểu được sức mạnh và tầm quan trọng của đồng đội. Tôi không nói là một mình mà không tốt. Bản thân chúng ta đứng riêng lẻ cũng là một sức mạnh, nhưng khi làm cùng nhau, sức mạnh nó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Bạn sẽ làm thay tôi những gì tôi thiếu sót. Tôi sẽ làm tốt những gì bạn chưa giỏi. Một bản nhạc hay cần được chơi với một dàn nhạc, không phải một nhạc cụ. Một con chuột thì không, nhưng một đàn chuột thì có thể biến một con mèo thành món thịt xay. Bạn có thể đạt được đến mức tiềm năng cao nhất của mình nếu sức mạnh đội nhóm được phát triển ở mức tối đa. Chỉ cần cùng nhau, chúng ta có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Thành công của chúng ta sẽ vĩ đại hơn bất kỳ cá nhân nào có thể đạt được. Hãy nhìn những người thành công nổi tiếng trên thế giới. Những thành tựu vĩ đại gắn với tên tuổi của họ luôn đi cùng một đội ngũ hùng mạnh, xuất sắc. Steve Jobs không thể nào một mình hoàn thiện iPhone. Jeff Bezos không thể nào một mình tạo ra Amazon. Sir Richard Branson không thể nào một mình gây dựng nên đế chế Virgin. Đội nhóm không chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau, mà mỗi cá nhân phải cam kết nỗ lực vì mục tiêu chung. Sự khác biệt của cá nhân tạo nên sức mạnh của đội nhóm, và sức mạnh tổng thể của đội nhóm cuối cùng sẽ trở thành sức mạnh của cá nhân. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.
Rồi ạ. Cái video đầu tiên này ạ, mình muốn chia sẻ với các thầy cô chúng ta, anh chị em mình cùng nhau có một cái quan điểm rằng là chúng ta có rất nhiều những cá nhân xuất chúng, xuất sắc, nhưng ẩn chìm và đằng sau tất cả cái sự thành công mà chúng ta biết tới từ một vài cá nhân xuất sắc đó luôn luôn là một đội ngũ, luôn luôn là một đội ngũ. Ẩn chìm sự thành công xuất sắc của một người luôn luôn là sự thành công của một đội ngũ. Chúng ta biết tới ca sĩ Sơn Tùng, đúng không ạ? Thì ẩn chìm đằng sau cái sự thành công của ca sĩ này là một ekip rất xuất sắc. Chúng ta biết tới sự thành công của một doanh nhân như Steve Jobs, như Bill Gates, như là ở Việt Nam thì ví dụ như là bác Phạm Nhật Vượng, đúng không ạ? Bác Trương Gia Bình. Thì ẩn chìm đằng sau sự thành công đó luôn luôn là một đội ngũ xuất sắc. Cái sự thành công của một người nó chỉ là một cái bề nổi của một ekip đang vận hành, đang cùng nhau nỗ lực, cố gắng và đoàn kết lại. Cho nên ấy, là cái sự thành công của một người đó nó chỉ là một cái biểu hiện nhỏ thôi, nó chỉ là một cái hiện tượng thôi. Nhưng cái thực chất là chính là một ekip, một đội ngũ đang đoàn kết lại. Và cái chương trình ngày hôm nay mà chúng ta cùng nhau đi, đây là chương trình nói về cái chương trình làm việc nhóm, xây dựng đội nhóm. Và đó mới là cái thực. Còn cái việc mà một ai đó trong team sẽ được nổi tiếng, đúng không ạ? Một ai đó trong team của mình sẽ trở nên được nhiều người biết tới thì nó chỉ là cái hiện tượng của nhóm đấy thôi. Nó không phải là tất cả những thứ gì mà nhóm đấy đang có, mà thực chất nhóm đấy đang cùng nhau nỗ lực mỗi ngày. Ví dụ đi, trong nhóm của mình có khoảng tầm 10 đến 15 người và chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, cùng nhau tạo ra những cái sản phẩm, tạo ra những cái kết quả của cả nhóm. Nhưng đôi khi cái việc trình bày cái sản phẩm đấy với tất cả công chúng ấy, hay là tất cả thành viên khác trong các nhóm khác thì đôi khi cũng chỉ có khoảng tầm 1-2 người trình bày thôi. Đó, và người ta sẽ biết tới nhiều cái người trình bày ấy nhiều hơn tất cả những thành viên còn lại, đúng không ạ? Thì cái việc mà người ta biết tới thành viên đó thì nó chỉ là cái hiện tượng, nhưng cái bản chất ngầm cái kết quả đó được xây dựng vun đắp bởi tất cả những con người đang ngày đêm cố gắng và nỗ lực trong tất cả cái nhóm đó, đúng không ạ? Cho nên là có một cái luận điểm đầu tiên mình muốn cùng chia sẻ với chúng ta ở đây, đó chính là bản chất của chúng ta là cái người là ban cán sự hay là một cái người làm xây dựng công tác đội nhóm, thì cái việc đó nó quan trọng hơn nhiều so với việc một vài cá nhân nào đó sẽ được nhiều người biết tới. Và đằng sau sự thành công của một vài cá nhân luôn luôn là ẩn chìm sự nỗ lực của cả một ekip đang vận hành đó, chứ không có việc là ai đó tự thành công một mình cả, không có ai hết. Kể cả người đấy tự họ học, tự họ làm thì họ vẫn cần phải giúp đỡ của người khác thì họ mới học được. Ví dụ như là họ muốn học thì họ phải có thầy dạy, đúng không ạ? Thì họ đã có sự giúp đỡ của thầy rồi. Họ muốn học, họ cần phải đọc sách thì đã có những người viết sách cho họ đọc rồi. Đó, chứ không có ai trên thế giới này thành công một mình cả. Thành công một mình tức là phải như thế nào? Tức là gì? Mình phải tự đi trồng dâu nuôi tầm để mình dệt vải, sau đó thì mình may quần áo từ đầu, đúng không? Mình phải tự ra đồng trồng lúa, sau đó thì nấu cơm và tự ăn cơm, chứ không có chuyện là ra ngoài kia mua đồ ăn. Mình tự xây nhà, làm gạch xây nhà, mình tự làm hết từ A đến Z tất cả mọi thứ. Nhưng kể cả là mình có tự làm hết thì mình vẫn cần phải có thiên nhiên, đúng không ạ? Vẫn cần có thiên nhiên để cho mình gạch, mình xây nhà, vẫn cần phải có thiên nhiên, có dâu, có tằm để cho mình quần áo. Cho nên chúng ta thấy không ạ? Khi chúng ta sống và khi mà ai đó thành công mà nói rằng cái sự thành công này của tôi là do mình tôi thôi ấy, thì đấy là một cái góc nhìn phiến diện. Không có ai thành công một mình hết, kể cả trong cái sự thành công đấy họ rất nỗ lực, rất cố gắng, nhưng ẩn chìm sau cái sự thành công đó luôn luôn là một cái sự nỗ lực của cả một cái tổ chức nào đó, một cái ekip nào đó. Ekip đó cũng có thể là những con người, nhưng cũng có thể là thiên nhiên. Nên là ẩn chìm đằng sau sự thành công của chúng ta, ngoài cái việc nỗ lực cá nhân riêng của mình, nhưng cũng phải biết ơn tất cả những cái nhân duyên bên ngoài nữa. Bởi vì không có những cái nhân duyên đó, không có những cái nhân duyên đó thì sẽ không có cái sự thành công này, đúng không ạ? Thì cho nên là chúng ta cũng như vậy, làm công tác đội nhóm thì cái tinh thần làm việc nhóm, cái tinh thần mà cùng nhau nỗ lực cố gắng phải được đẩy lên cao rất nhiều, hơn là việc là chúng ta sẽ nghĩ rằng là tham gia đội nhóm này một mình tôi nỗ lực là đủ, còn có đội nhóm hay không nó không có quan trọng. Thì nếu như mà trong một đội nhóm mà mọi người thấy đội nhóm không quan trọng mà cá nhân mình mới là người quan trọng và sự nỗ lực của mình mới là sự quan trọng, thì cái đội nhóm đấy nó sẽ dẫn đến một cái trạng thái là nhiều người chúng ta sẽ không bảo vệ nhau, đúng không ạ? Thì mình xin phép được trình bày cái chủ đề trong ngày hôm nay, một cái chút cái mở đề như vậy, và xin phép được trình bày với tất cả các thầy cô giáo và tất cả các anh chị cái chủ đề liên quan tới xây dựng đội nhóm. Thì mình xin phép được chia sẻ cái slide ạ. Nó vẫn bắt đầu mà cái slide ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay thì cái chữ xây dựng đội nhóm nó được to hơn rồi, và chúng ta hướng tới cái việc là xây dựng đội nhóm vững bền, chứ không phải là xây dựng đội nhóm thành công
hay là xây dựng đội nhóm mà nó gọi là chộp giật, mà đây là cái hướng lý tưởng xây dựng đội nhóm một cách vững bền. Vững bền tức là gì? Đi với nhau lâu dài, đi với nhau có nhiều cái sự gắn kết. Và tất nhiên rồi, trong buổi ngày hôm nay chúng ta vẫn review lại bốn cái văn hóa mà chúng ta cùng nhau thực hiện, đúng không ạ? Một là văn hóa sổ bút, quyển sổ, cây bút, nó chính là cái văn hóa, chứ nó không phải chỉ là đơn giản là cái phương tiện nữa. Chúng ta phải đẩy nó lên ở cái mức văn hóa, bởi vì nó là chính là biểu trưng cho cái văn hóa học tập, nó là biểu trưng cho cái tinh thần học tập của mọi người. Cái thứ hai đấy chính là sự hiện diện của chúng ta, đúng không ạ? Cả thân cả tâm. Cái thứ ba đấy chính là hãy cố gắng sắp xếp đi công việc khác để chúng ta có thể là dành cho nhau thời gian từ bây giờ đến khoảng tầm hơn 6 giờ. Cái thứ tư đấy chính là văn hóa có sự cam kết, là sau khi học xong tất cả các chương trình của ban tổ chức thì chúng ta sẽ cùng nhau đúc kết lại rồi áp dụng nó trong cuộc sống nó như thế nào. Đó. Và trước khi sang cái phần tiếp theo thì mình cũng muốn rất là biết ơn tới tất cả các thầy cô, vì ngày hôm qua thì mình có nhận được cái bài tập của cả nhà mình ở trên các kênh, thì mình cảm thấy rất là vui, vì thực sự là người ta vẫn nói rằng là một bông lúa xanh ấy, thì nó sẽ vươn mình thẳng lên để nó đón nhận được nhiều thứ, nhưng một bông lúa chín thì luôn cúi đầu học hỏi. Thì cho nên là hôm qua cũng thấy rất nhiều các thầy cô giáo, rất nhiều người đang có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nhưng vẫn đến với chương trình Hành Trình Văn Học của chúng ta, cùng nhau học hỏi từ ban tổ chức, cùng học hỏi từ các người thầy, và đặc biệt là cùng học hỏi từ những người đồng nghiệp với mình, và viết những bài rất tâm huyết. Thì mình thấy rằng là ở hành trình của mình có rất nhiều bông lúa chín đang cúi đầu xuống để học hỏi. Thì đấy chính là một cái dấu hiệu cho một cái dự án nó sẽ thành công, và hy vọng rằng là cái điều đó nó sẽ chắp bước cho tất cả chúng ta sẽ trở thành những người trong ban cán sự thật sự là hỗ trợ được cho tất cả các thành viên của chúng ta trong dự án của mình. Rồi ạ, thì trước khi đi vào cái phần liên quan tới trình bày các góc nhìn quan điểm của chúng ta trong cuộc sống, thì mình muốn đặt một cái câu hỏi dành cho tất cả nhà mình. Đấy chính là, một, chúng ta cùng nhau đưa ra cái ý kiến góc nhìn ở cái phần ô chat giúp mình ạ, khoảng tầm 1 phút. Ở đây thì chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi là đội nhóm là gì, và cái thứ hai là hiện tại bạn đang có bao nhiêu đội nhóm, bạn đang có bao nhiêu đội nhóm, được không ạ? Chính từ góc nhìn này nó sẽ khiến cho chúng ta biết cách làm việc nhóm thế nào cho hiệu quả, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ có 1 phút để cùng suy ngẫm về cái đề tài này. Chúng ta đang đội nhóm là gì và bạn đang có bao nhiêu đội nhóm? Rồi ạ, mình đã nhận một số cái câu trả lời từ phía nhà mình. Đội nhóm là một nhóm hoặc các thành viên đang sống và làm việc cùng nhau, có 5 đội nhóm này. Đội nhóm là người có chung mục tiêu, sức mạnh, có đội nhóm, gia đình, mục tiêu này. Phần lớn chúng ta đang cùng nhau có một cái quan điểm chung là đội nhóm là một cái tập thể nào có một cái mục đích chung nào đó, đúng không ạ? Bảy đội nhóm. Đội nhóm là một tập thể có những người cùng cam kết những mục tiêu, có 3 đội nhóm rồi.
Rồi, chúng ta cùng nhau quay trở lại. Cảm ơn tất cả nhà mình. Chúng ta cùng nhau quay trở lại. Thì chúng ta cùng review này. Bây giờ tất cả chúng ta, bây giờ ở đây những ai đi xe buýt rồi đúng không ạ? Hoặc là những ai mà đã từng đi taxi, đi Grab rồi, thì chúng ta thấy rằng là ngồi cùng nhau trên xe buýt thì có phải là một đội nhóm không ạ? Ngồi cùng nhau trên xe buýt có phải là một đội nhóm không ạ? Có đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Cái thứ hai đấy chính là ở đây thì chúng ta cùng là một cái fan hâm mộ cho một cái câu lạc bộ nào đó, cho một cái người nổi tiếng nào đó, thì đó có phải là một đội nhóm không? Đó, tiếp này, chúng ta cùng nhau làm một cái dự án thì có phải đội nhóm không? Đó, rồi tiếp này, chúng ta cùng nhau sống dưới một cái mái nhà và cùng nhau sống trong lòng của mẹ thiên nhiên, thì đó có phải một đội nhóm không? Thì ở đây á, có một cái góc nhìn nó như thế này, muốn chia sẻ với tất cả nhà mình. Dù có đi thế nào đi chăng nữa thì tất cả chúng ta cũng đều là đội nhóm. Và cho dù làm nghề gì, chúng ta ở đâu, vì chúng ta cùng nhau hít một cái bầu khí quyển và cùng chịu chung một cuộc số mệnh trong trái đất này. Tức là gì? Nếu như mà chúng ta nghĩ là đội nhóm chỉ đơn giản là gia đình của mình này, công việc của mình, thì nó đúng nhưng nó chưa có đủ. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta cứ bất cứ một cái sự tương giao nào với một người khác là khi đấy chúng ta đang thiết lập một cái đội nhóm nào đó, nhưng nó thời gian của nó khác nhau thôi. Ví dụ như chúng ta là cùng một cái người lên ngồi trên một cái chiếc xe buýt chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta cùng ngồi với họ trong một cái chặng hành trình nó đâu đó nó khoảng tầm 10 đến 30 phút. Thì cái đội nhóm lúc đó là nó chỉ tồn tại khoảng tầm 10 đến 30 phút thôi. Đúng không? Hành trình của chúng ta nếu như đội nhóm nào làm tốt thì nó sẽ kéo dài không chỉ 3 tháng mà nó có thể kéo dài 3 năm hoặc nhiều hơn nữa. Nhưng đội nhóm nào mà hoạt động một thời gian sau mà sau 3 tháng này thì nó cũng tan luôn nhóm, thì họ đội nhóm đấy chỉ có tuổi thọ tầm 3 tháng thôi. Chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta cùng dừng lại ở trên một cái ngã tư để dừng đèn đỏ ấy, thì cái đội nhóm khoảng tầm vài trăm người mà đang dừng ở đèn đỏ đấy thì cũng chính là một cái đội nhóm, nhưng nó chỉ tồn tại đâu đó khoảng tầm 10 giây, 20 giây. Nếu như mà nó tắc đường thì cùng nhau đứng chịu cái từng tắc đường đấy khoảng tầm 30 phút. Thì đội nhóm đấy nó chỉ hành thành 30 phút thôi. Đúng không ạ? Cho nên ấy, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều đội nhóm khác nhau, không chỉ đơn giản là các đội nhóm mà chúng ta đang liệt kê. Các đội nhóm cho chúng ta đang liệt kê thì đấy là các đội nhóm mang tính chất dài hạn, là gì? Gia đình, công việc thì mang tính chất dài hạn bởi vì nó kéo dài nhiều năm. Nhưng trong cuộc đời của mình chúng ta có rất nhiều các đội nhóm nhỏ khác mà chúng ta đôi khi không biết tên họ, không biết họ là ai và cũng chẳng biết họ như thế nào. Chỉ đơn giản là cùng họ làm một cái thứ gì đấy mà nó hữu duyên mà cuộc sống mang lại cho mình thôi. Nhưng nếu như chúng ta vẫn có ý thức làm việc nhóm ngay cả khi mà chúng ta cũng không biết họ là ai, cũng không biết họ tên gì, nhưng chúng ta vẫn có ý thức làm việc nhóm với họ, thì chắc chắn cái câu chuyện làm việc nhóm, cái kỹ năng làm việc nhóm của chúng ta nó sẽ trở thành thuần thục và nó được luyện tập thường xuyên, chứ không phải là đợi khi có nhóm thì chúng ta mới rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, đúng không ạ? Mà bất cứ khi nào có cơ hội được tương tác từ hai người trở lên thì chúng ta luôn nâng cao tinh thần làm việc nhóm, thì từ đấy kỹ năng làm việc nhóm của chúng ta liên tục được vun bồi. Và kỹ năng làm việc nhóm nó sẽ là cái kỹ năng để chúng ta hòa thuận mối quan hệ, hòa hợp mối quan hệ của chúng ta với tất cả mọi người. Đấy, điều cực kỳ quan trọng. Bản chất của làm việc nhóm chính là sự hòa hợp của tất cả các thành viên trong team. Và đấy chính là cái sự hòa hợp mối quan hệ. Và cái chất lượng hạnh phúc của con người của chúng ta cũng phụ thuộc nhiều vào cái mối quan hệ đó, đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều tiền, có rất nhiều địa vị danh vọng, nhưng mà mối quan hệ của chúng ta đằng sau của chúng ta không có nhiều, về nhà gia đình của chúng ta không có hòa thuận, đến công ty chúng ta cũng không được cái sự có không được cái sự tôn trọng của nhân sự trong công ty chẳng hạn, thì rõ ràng tất cả những thứ chúng ta có nó cũng sẽ kém phần hạnh phúc hơn. Bởi vậy nên là làm việc nhóm bản chất là tạo dựng cho mình những cái mối quan hệ tốt đẹp, thì đấy chính là làm việc nhóm. Làm việc nhóm nó chính là xây dựng mối quan hệ, nó chính là xây dựng cho mình những cái người bạn tốt, nó chính là xây dựng cho mình những cái người thiện lành. Và tại sao chúng ta lại cần phải xây dựng những người thiện lành? Thì chính vì việc giống như cái luận điểm lúc đầu mình có chia sẻ với tất cả nhà mình, đó chính là không ai thành công được một mình hết, chúng ta phải cần nương vào rất nhiều người để chúng ta được tồn tại, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ cần làm việc nhóm tốt thì chúng ta sẽ có được nhiều cái thuận duyên trong cái hành trình chúng ta đi. Nhưng muốn người khác tốt với mình thì mình phải tốt với họ.
chúng ta đi ví dụ như là chỉ đơn giản thôi, ở đây một cái ví dụ trong làm việc nhóm, nhưng ở ngoài đường đi, bây giờ ví dụ như là chúng ta đi chúng ta không nhường đường, hoặc là chúng ta nghĩ rằng là đường này là đường của mình và mình có quyền đi thế nào thì đi chẳng hạn, thì rất dễ tắc đường sẽ xảy ra khi ai cũng muốn đi trước, đúng không ạ? Khi ai cũng muốn đi trước và không ai nhường chịu nhường cho ai cả, mặc dù chúng ta nghĩ rằng là cái đội nhóm đấy nó chúng ta không biết họ, nhưng rõ ràng khi mà chúng ta nâng cao được cái tinh thần là về nhóm ngay cả khi chúng ta không biết họ là ai, thì đấy là một cái tiền đề cực kỳ quan trọng để khi chúng ta bước vào làm việc nhóm và làm việc nhóm lâu dài thì chúng ta sẽ có cái góc nhìn và tư duy rất là sắc bén. Thì đấy chính là cái luận điểm đầu tiên mà muốn chia sẻ với tất cả các thầy cô và anh chị em mình, tức là hãy mượn tất cả những cái mối tương giao của mình trong cuộc sống mình là cơ hội để mình làm việc nhóm, là cơ hội mình xây dựng một quan hệ và là cơ hội để chúng ta có thể là luyện kỹ năng làm việc nhóm. Thì đấy chính là một cái điều cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái phần đầu tiên trong ngày hôm nay mình muốn mở đề, bởi vì khi chúng ta mượn tất cả các nhân duyên, tất cả những cái tất cả mọi người được tương giao với mình để mình luyện kỹ năng này thì nó mới thuần thục, nó mới được nhiều cơ hội được luyện tập. Còn nếu như chúng ta chỉ đợi khi nào mà có được lên công ty hoặc là về nhà chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta có đội nhóm, đấy là đội nhóm chúng ta, thì chúng ta có thể là rơi vào cái trạng thái đấy chính là phụ thuộc và lệ thuộc quá nhiều vào cái môi trường đấy để chúng ta được học tập. Đó, thì đấy chính là cái phần đầu tiên ạ. Rồi ạ, cái phần thứ hai là khi mà tham gia hành trình của mình thì rõ ràng là nhiều anh chị em trong nhà mình đang băn khoăn rằng là cái nhiệm vụ của ban cán sự chính là gì, đúng không ạ? Đó, thì ở đây thì mình sẽ liệt kê các nhiệm vụ chính mà ban cán sự của chúng ta cùng nhau thực hiện. Cái nhiệm vụ đầu tiên là sự kết nối, sự kết nối. Cái nhiệm vụ đầu tiên đấy là chính là sự kết nối. Sự kết nối tức là gì? Chúng ta phải lắng nghe được thành viên của mình, lắng nghe được cái thành viên của mình. Điều này rất là quan trọng. Chưa biết rằng là sau này chúng ta xây dựng đội nhóm như thế nào, nhưng cái điều đầu tiên trong một thành viên trong team đó, là chúng ta luôn luôn có sự lắng nghe tất cả thành viên trong team của mình. Đặc biệt là thời gian đầu này, khi mà tất cả mọi người cùng mới quen nhau, và khi mới quen nhau thì nó sẽ dẫn đến trường hợp là gì ạ? Mọi người ngại, mọi người không mở lời nhiều, mọi người còn nhiều cái sự hoài nghi và chưa có sự tin tưởng với đồng đội và cả hành trình này. Thì đấy là một tiến trình tâm lý tự nhiên của tất cả mọi người, chứ không phải là một cái gì bất thường hết ạ. Nó là tiến trình tự nhiên nha. Cho nên ấy, là để cái tiến trình tự nhiên này nó hướng về cái điều sự gắn kết thì chúng ta cần phải có cái sự lắng nghe thành viên của mình bằng các phương pháp một một. Là gì? Có thể là mình là ban cán sự, mình có thể trao đổi với từng thành viên. Hoặc cách thứ hai đó chính là chúng ta tạo ra buổi lắng nghe chung của thành viên của mình. Ví dụ như là chúng ta cùng tạo ra những buổi để mọi người có thể chia sẻ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, hoặc là thậm chí cả những thứ mà mọi người đang cảm thấy dự án của mình hoặc đội nhóm của mình cần phải cải tiến. Tức là nhìn thẳng vào sự thật, chứ không chỉ đơn giản là nói những cái điều tốt đẹp nữa, mà nói những cái thứ mà nó cần phải cải thiện. Thì đấy chính là cái công tác đầu tiên của chúng ta làm kết nối thành viên. Đó, thì đây là điều cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai đấy chính là chúng ta hãy tạo ra không gian để team của mình được hiểu và thương và kết nối với nhau. Tạo ra không gian thì ví dụ như là cùng nhau tranh luận, cùng nhau thảo luận, phản biện nhau về một cái đề tài nào đó để mọi người được nói chuyện với nhau, được mở lòng với nhau. Hoặc là ngày hôm qua thì mình biết rằng là nhiều team thống nhất slogan, tên của nhóm là gì, rồi bầu ban cán sự là ai, thì đấy cũng chính là không gian để mọi người kết nối với nhau. Tức là cái không gian đấy nó phải có chủ đích. Có chủ đích. Đó. Thì mọi người được bắt đầu chia sẻ đủ góc nhìn, đúng không ạ? Ví dụ như là nhóm thì sẽ nói là trí tuệ đi trước hay là yêu thương đi trước. Nhóm thì sẽ nói là yêu thương đi trước thì mới có trí tuệ đi theo sau chẳng hạn. Thì chúng ta cùng nhau tranh luận. Thì đồ tranh luận đó nó vừa nâng tầm hiểu biết cho chúng ta, nhưng nó cũng tạo ra được cái sự gắn kết đội ngũ. Gắn kết đội ngũ. Và cái đích đến của cái kết nối thành viên đấy chính là chúng ta cùng nhau tạo ra được một cái sự an toàn, tin tưởng của đội ngũ. Đó. Thì cái kết quả của việc kết nối thành viên phải tạo ra được cái sự an toàn và tin tưởng của đội ngũ của mình với nhóm mình. Còn khi mà chúng ta chưa tạo ra được cái sự an toàn, tức là đội nhóm của mình vẫn đang cảm thấy họ chưa thực sự mở lòng, thì cái không gian mà mọi người đang kiến tạo cho nhau nó chưa đủ an toàn, chưa đủ an toàn. Muốn an toàn được thì phải có cái sợi dây liên kết thường xuyên thì sẽ an toàn, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái nhiệm vụ đầu tiên của tất cả anh chị em mình trong ban cán sự, đấy chính là chúng ta cùng nhau kết nối thành viên. Cái nhiệm vụ thứ hai đấy chính là làm gương. Làm gương. Ban cán sự chúng ta làm gì? Đấy chính là làm gương.
làm gương thì có hai ý. Một là hợp lực cùng ban tổ chức để phát động và kêu gọi các phong trào, tức là gì, khi mà ban tổ chức mà của ban tổ chức á, mà có phát động cái gì, có kêu gọi cái phong trào gì thì rất mong muốn ban cán sự của chúng ta cùng cùng kiến giải, cùng và đặc biệt là cùng hợp lực để làm cái việc đó. Ví dụ như là ban tổ chức có một cái thông báo rằng là chúng ta cần cùng nhau làm bài tập này, cùng nhau hoạt động, thực hiện hành động gì đấy này, thì chúng ta sẽ cùng phải làm gương, là hợp lực cùng ban tổ chức để phát động. Chúng ta sẽ phải xem đồng nghiệp, đồng đội của mình, những ai chưa làm bài tập, để chúng ta cùng hỗ trợ người đó, cùng hiểu và thương với người đó. Nhưng tất nhiên đừng gay gắt quá cái việc đó, bởi vì mỗi một người sẽ có một hoàn cảnh sống riêng, có một điều kiện và nhịp sinh hoạt riêng. Cũng có những người sẽ trả bài sớm, có người sẽ trả bài muộn, nhưng cái điều đầu tiên là chúng ta cùng có cái nâng cao cái tinh thần đã, luôn luôn phát động và kêu gọi tất cả mọi người. Và cái thứ hai đấy chính là chúng ta là kỷ luật đúng giờ, đúng deadline, nói gì làm đấy, đúng không ạ? Thì đây chính là cái phần mà mình muốn trình bày về cái phần làm gương. Nó phần là rất là quan trọng, đây là cái phần mà mọi người sẽ nhìn vào của chúng ta. Và cái đến cái phần thứ ba là nâng tầm đội ngũ của mình, thì đây là cái phần liên quan nhiều hơn đến giai đoạn khi chúng ta bước vào đọc sách, là tuần sau chúng ta bắt đầu bước vào những cái giai đoạn đầu tiên của cái phần liên quan đến luyện tập. Phần một hiểu và cái tuần một ngày của chúng ta, phần tuần hiểu và thương á, thì phần lớn chúng ta hoạt động liên quan đến xây dựng nhóm, gắn kết đội ngũ là chủ yếu. Nhưng đến phần từ tuần sau là chúng ta bắt đầu bước vào các chương trình, chúng ta có thêm các chuyên gia đến chia sẻ, thì chúng ta sẽ tất cả những cái chương trình của chúng ta nó sẽ có cái nội hàm nhiều hơn, và đặc biệt là sẽ cần phải có cái sự nghiêm túc nhiều hơn chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ cần phải có cái trách nhiệm nâng tầm đội ngũ của mình, tức là như nào? Một là tạo ra không gian kiến giải thêm để mọi người biến từ quả xanh thành quả vàng trong đội nhóm, tức là gì? Sau mỗi một buổi á thì mọi người sẽ lấy quả xanh của mình, tức là gì, quả xanh của mình trước là cái đúc kết riêng cá nhân của từng người, đúng không? Thì sau đó thì mình sẽ có những cái phát động rằng là ý kiến của cả nhà thế nào về cái buổi học ngày hôm nay. Ví dụ như là mình có thể đưa ra một vài cái tip nào đó chẳng hạn, điều gì mà mọi người đã hiểu sâu, mọi người có điều gì mọi người cảm thấy thú vị thì có thể là gửi lên trên nhóm. Tất nhiên cái phần này không phải nhất thiết là chúng ta phải tạo ra cái buổi mọi người off với nhau, mà có thể là nhắn tin ấy, hoặc đúng không ạ, chúng ta chỉ đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta cũng không nhất thiết tất cả mọi người sẽ phải đưa ra ý kiến, ai đưa ra thì đưa, nhưng ít nhất là chúng ta có một cái không gian để mọi người có thể vào đã, không gian mở. Còn các buổi off của nhóm thì là mình gọi là không gian đóng. Không gian đóng tức là gì, ai cũng phải tham gia, đúng không ạ, ai cũng yêu cầu phải tham gia. Còn khi chúng ta làm công tác liên quan đến xây dựng đội nhóm, chúng ta sẽ ngoài không gian đóng thì chúng ta phải kiến tạo rất nhiều không gian mở. Không gian mở tức là cái buổi tham gia ở đấy, ai tham gia thì tham gia, không nhất thiết tất cả mọi người tham gia. Một cái đề tài, một cái chủ đề nào đó chúng ta đăng lên, hoặc đơn giản là chúng ta làm được cái gì hay chúng ta đăng lên để cho mọi người cùng hưởng ứng cái điều đó. Thì đấy chính là cái phần liên quan đến kiến tạo không gian để mọi người kiến giải thêm. Ví dụ cái chủ đề ngày hôm qua chẳng hạn, mỗi một người sẽ đúc kết được cái ý hiểu của mình, cái góc nhìn của mình về cái chương trình ngày hôm qua, thì mình gọi là quả xanh. Nhưng từ quả xanh nó phải được chuyển hóa tiếp theo cái tiến trình tự học của mình, từ quả xanh thành quả vàng, tức là gì? Nhóm của mình sẽ cùng nhau thống nhất về cách trình bày 9 bước tự học đi. Hoặc là hôm nay nhóm của mình cùng nhau thống nhất về việc là chúng ta cùng nhau thực hiện tất cả những văn hóa này. Thì đấy chính là chúng ta bắt đầu xây dựng được cái trí tuệ tập thể, bắt đầu đưa cái góc nhìn cá nhân, đưa về cái quy nạp về cái góc nhìn tập thể, thì như vậy nó sẽ tạo ra cái sự đoàn kết của cả đội nhóm, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái phần đầu tiên trong cái nâng tầm đội ngũ, là phải xây dựng được không gian để mọi người biến từ quả xanh thành quả vàng. Thì cách chúng ta làm chỉ đơn giản là có một cái topic nào hay, một chủ đề nào hay, có một cái vấn đề nào hay, chúng ta đăng lên trên nhóm Zalo trong nhóm ạ. Sau đó thì để mọi người cùng nhau kiến giải, cùng nhau chia sẻ góc nhìn, thì đấy chính là biến từ quả xanh đến quả vàng. Và một cái công tác nó nặng nề hơn, đó là công tác thứ hai ấy, là hỗ trợ và quan sát thành viên trong quá trình biến từ quả vàng thành quả đỏ. Tức là gì? Khi mà mọi người thống nhất với nhau rồi thì trong quá trình mọi người chuyển hóa và thực thi á, thì nó gặp rất nhiều vấn đề khác nhau. Thì khi mà chúng ta làm đội ban cán sự, chúng ta cũng thường xuyên lắng nghe, quan sát. Ví dụ như là tất cả mọi người sẽ trình bày là trong tuần vừa qua của mình á, thì mình có những cái bài học có sự chuyển hóa như này, nhưng mà gặp cái khó khăn này, đó chưa giải quyết được. Thì mình thấy cái người này cần phải giải quyết chẳng hạn, thì mình sẽ lắng nghe xem ai trong nhóm có thể giúp được người này, không nhất thiết là phải mình. Nếu như mình giúp được thì mình giúp, còn nếu không mình không giúp được thì mình tìm cái nguồn lực để giúp cái bạn này nhiều hơn. Đó, thì đấy chính là cái công tác
mà liên quan tới cái việc chuyển hóa của thành viên của mình, tức là biến từ quả vàng thành quả đỏ. Trong quá trình thực thi, trong quá trình chuyển hóa của bạn ấy sẽ có rất nhiều những cái sự vướng mắc khác nhau. Đó, thì nhiệm vụ của chúng ta chỉ có 3 việc này thôi. Một, làm thế nào để đội ngũ của mình gắn kết. Hai là chúng ta phải làm gương để mọi người nhìn vào. Và cái thứ ba là làm thế nào để nâng tầm đội ngũ của mình lên bằng cách là hãy dịch chuyển từ quả xanh thành quả vàng và từ quả vàng thành quả đỏ. Tức là gì? Dịch chuyển từ cái việc góc nhìn cá nhân của từng người đòn bẩy, thì chúng ta phải đòn bẩy nó lên thành trí tuệ tập thể. Bạn nào mà có góc nhìn sâu sắc thì chúng ta sẽ mời bạn ấy chia sẻ với cả đội nhóm nhiều hơn về cái thứ đấy, để chúng ta nâng tầm cái tầm hiểu biết cho bạn ấy lên và cả đội nhóm lên. Đó, chứ không cần phải là cái gì cũng phải là người leader chia sẻ, cái gì cũng phải ban cán sự chia sẻ thì nó hơi chuyên quyền. Thì chúng ta có thể để một cái không gian mở cho mọi người được chia sẻ, kết nối nhiều hơn. Tức là khi mà thấy bạn này có cái góc nhìn rất hay thì chúng ta sẽ để bạn ấy chia sẻ nhiều hơn trong cái phần đó, và để cho tất cả thành viên khác cùng lắng nghe và review lại cái ý của bạn ấy chia sẻ xem như thế nào. Đó, thì mình cũng muốn rằng là dựa trên ba cái công việc như thế này thì mình muốn nhận được cái sự phản hồi cũng như là cái quan điểm góc nhìn của tất cả các thành viên trong hành trình của mình và các thầy cô trong ban cán sự, để chúng ta cùng nhau thống nhất cái việc này ạ. Thì ba cái việc này, không biết rằng là dựa trên ba việc này thì một là chúng ta cùng nhau kiến giải để xem rằng ba việc này đã đủ chưa, có cần phải bổ sung thêm gì không, và hoặc là lược bớt đi cái việc gì không, hoặc là cần thêm sự hỗ trợ nào đó từ ban tổ chức hay không. Thì mình cũng muốn nhận được cái lời, nhận được cái lời phản hồi từ phía tất cả thầy cô trong ban cán sự đó. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau mở mic nha, mở mic để chia sẻ cái phần này. Đây là phần rất là quan trọng. Khi chúng ta đồng lòng chúng ta làm rồi thì nó sẽ khác, còn nếu như chỉ là cái góc nhìn của tổ chức thôi thì nó sẽ chưa đủ. Rồi ạ, mình xin phép được mời thầy cô chia sẻ ạ. Mình cứ mở mic lên mình chia sẻ thôi ạ. Minh ơi, Đông xin chia sẻ được không? Vâng ạ. Rồi thì phần đầu tiên á, Đông thấy ba nhiệm vụ này của mình thấy nó hay ở cái là nó cũng khá là khớp với lại ba gốc. Ví dụ cái việc kết nối thành viên hiểu và thương á, khi mà an toàn tin tưởng, cái này là xây về cái mặt cột đạo đức. Cái làm gương á thì chính là xây về cột nghị lực, dí sát đúng deadline, đúng giờ, nói gì làm đấy. Còn cái nâng tầm đội ngũ á, thích nhất là cái từ quả xanh chuyển hóa ra quả vàng, thì nó chính là phát triển về trí tuệ cho cả nhóm. Nên đây là đi theo ba gốc nó rất là chắc rồi. Đó. Tuy nhiên ý kiến của Đông muốn bổ sung đó, là toàn bộ ba cái yếu tố này chúng ta đang nói đến vai trò đối nội của ban cán sự, chưa đề cập gì đến vai trò đối ngoại. Đối ngoại là sao? Là ban cán sự là đại diện nhóm, tương tác với các nhóm khác như thế nào, tương tác với ban tổ chức như thế nào, và cái rộng hơn nữa là tương tác với xã hội, tức là đi tìm cơ hội mà thực hành kết nối nhóm, cùng nhau đi thiện nguyện ở một cái nơi, cùng nhau họp với một cái cơ hội nào đó. Thì Đông muốn đóng góp cái góc nhìn của Đông á, là với nhóm khác thì sao? Ví dụ như vừa rồi đề xuất giao lưu với nhóm 17 chẳng hạn á, thì hoàn toàn trong chương trình cũng muốn có những cơ hội nào đấy có hai nhóm giao lưu nhau chẳng hạn. Đó, trong một tuần hay một tháng gì đấy thì cả sự nhóm vẫn để chủ động. Còn với ban tổ chức thì Đông cũng để có một hình thức nào đó để các nhóm có thể phản hồi lại với ban tổ chức nếu mà những cái hoạt động của mình nó có thể cải tiến theo cái nào nó phù hợp với các nhóm hơn hay là hiệu quả hơn. Vì hiện là bài tập đang giao theo hàng ngày và yêu cầu phải làm ngay. Tuy nhiên là Đông quan sát là cũng có những cái bài tập nó cũng cần cái sự nó linh hoạt hơn để cho các nhóm có thể chấp nhận, chứ không thể bài tập nào ban tổ chức cứ dí xuống các nhóm không có được quyền phản hồi lại mà làm y hệt thì nó cũng làm cả cái một chiều. Đó, thì Đông đề xuất là bổ sung thêm cái mảng đối ngoại, tức là các nhóm nên tương tác với nhóm khác như thế nào, với ban tổ chức như thế nào, và cơ hội được tương tác với lại cái ban như thầy Quân hay là các mentor sâu hơn hay không. Đó, thì ban tổ chức có thể làm rõ cái đấy thêm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn Đông rất là nhiều. Thì mình sẽ nốt lại cái ý đấy của Đông. Ý của Đông rất là hay. Và trong ngày hôm nay của chúng ta, nó ngoài cái là cái buổi chúng ta cùng nhau chia sẻ, thì còn một cái phần nữa là chúng ta cũng chốt luôn công việc của ban cán sự. Ngày hôm nay tất cả những phần ở đây chỉ là đề xuất của ban tổ chức thôi. Cũng giống như Đông nói, mình muốn được lắng nghe và được phản hồi. Thì cái phần đầu tiên tức là
Đồng đề xuất là cái phần liên quan tới phần đối ngoại đúng không ạ, với ban tổ chức và với cộng đồng, là hai có hai ý như vậy. Thì với ban tổ chức thì cần cái sự phản hồi là khi mà mình có cái bài tập đưa lên đúng không ạ, thì cũng muốn được ban cán sự đóng góp thêm vào cái phần bài tập đó. Đó, tức là được phản hồi, được các đội phản hồi, bởi vì đôi khi nó cũng có cái thứ thế này thứ kia đúng không ạ, thì nhận được cái phần hai chiều nhiều hơn từ từ phía ban tổ chức. Okay. Rồi, cảm ơn Đông ạ. Thì chúng ta sẽ cùng rồi ạ. Đông còn ý kiến gì nữa không ạ? Vân Minh tại là Đông mới có như vậy thôi. Xin mời các ý kiến các thành viên khác. Rồi ạ. Mình xin mời tiếp tục các thầy cô và các anh chị nữa để mình cùng nhau thống nhất ạ. Alo, em có ý kiến ạ. Dạ. Em chào các anh chị ạ. Thì em có một ý kiến nữa là cái việc mà thực ra là chia đội nhóm thế này nó cũng rất là hay để mọi người có những cái không gian tương tác được nhiều với nhau hơn. Nhưng mà về cái đề xuất mà cạnh tranh giữa các nhóm thì không phải ghi điểm mà thi đua giữa các nhóm ấy, thì thực sự về trên quan điểm của em là em cái đấy cũng là một cách để mình tạo cái các nhóm giữ được cái kỷ luật. Nhưng mà đôi khi nó tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhóm, khiến các nhóm khó gắn kết được với nhau, khiến cho các nhóm cứ phải thi đua, cứ phải thế này thế kia ấy. Nó khiến cho các nhóm bị rời rạc. Nếu mà trên cái quan điểm của em là như thế, nên mình có thể làm thế nào để vẫn giữ được cái kỷ luật mà vẫn tạo ra được cái sự gắn kết giữa các nhóm hơn là cái sự cạnh tranh giữa các nhóm. Theo em là nghĩ là như thế, kiểu mình hay nhìn vào điểm số của nhau để mà thi đua các thứ ấy, thì là em trên quan điểm của em là em cảm thấy là cái ấy thì nó hơi có mặt lợi mặt hại gì đấy. Nhưng mà đấy, trên quan điểm của em suy nghĩ như thế. Nếu mà ban tổ chức có cái cách nào để gắn kết được với các nhóm nhiều hơn là cái việc tạo ra cái sự cạnh tranh về điểm, để đánh giá tốt xấu, hoặc là đánh giá hơn thua, hoặc là đánh giá nhóm này làm tốt, nhóm này làm chưa tốt, thì nó hơi đấy, trên quan điểm của em là như thế. Rồi cái câu hỏi của mình á, thì Tâm chưa trả lời đúng cái trọng tâm. Đây là vai trò của ban cán sự, còn đấy là góc độ của luật chơi rồi. Mình chưa nói luật chơi, mình nói đến cái vai trò của ban cán sự trước đã, đúng không ạ? Thì cái phần câu của Tâm thì nói nhiều hơn về cái vật luật chơi rồi. Ở đây thì mình đang nói về nhiệm vụ của ban cán sự, xem ba cái nhiệm vụ này nó thì mọi người có bổ sung ý kiến gì thêm không đó, thì mình cùng nhau bàn về cái đấy, thì mình sẽ không đi lan man. Rồi, mình xin phép được mời các thầy cô và các anh chị khác nữa. Xin ý kiến với chị ạ. Chào tất cả các thầy cô trong ban tổ chức cùng tất cả các thầy cô đang có mặt trên Zoom. Thật ra mình rất là nhất trí với ý kiến của thầy Đông ạ. Vâng, và ý kiến rất là hay. Vâng, và mình thấy là cái mình đã đang làm đúng cái ban tổ chức đã làm đúng cái ba gốc, đó chính là đạo đức, nghị lực và trí tuệ. Như thế này đã là rất tuyệt vời rồi. Thì mong tất cả các thầy, các cô hoặc các anh chị em mà trong ban cán sự thì chúng mình cũng cố gắng làm hoàn thành ba cái nhiệm vụ này. Tôi nghĩ là khi chúng mình làm hoàn thành ba cái nhiệm vụ này thì mọi người đều phải đều nghe theo chúng mình. Tôi xin hết ý kiến ạ. Dạ, vâng, cảm ơn chị Mão. Thì ở đây thực ra thì khi mà ban tổ chức đưa ra cái góc nhìn này ạ, thì lúc đầu thì thực ra thì nó cũng có khoảng tầm 5 cái 7 ý khác nhau. Nhưng về sau thì mình cũng chỉ kiến giải một chút về cái góc nhìn của mình về cái phần này. Thì phần lớn tất cả chúng ta sẽ có nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Đó, nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Thì ba cái thứ mà mình chia sẻ ở đây thì nó chính là nhiệm vụ chính. Còn ngoài ra chúng ta có rất nhiều các nhiệm vụ khác. Đúng không ạ? Mình tạm gọi là nhiệm vụ phụ trợ thêm trong quá trình chúng ta làm. Thì trong cái dự án này của chúng ta thì mình đang muốn tập trung nhiều hơn vào đội nhóm, cho nên là cái phần vai trò đối ngoại nó sẽ được đặt trọng và cao hơn, còn vai trò đối ngoại với các nhóm khác hay là vai trò với cộng đồng thì nó sẽ dần dần
ở những cái giai đoạn tiếp theo. Bởi vì giai đoạn đầu tiên nó sẽ là giai đoạn gắn kết đội ngũ, bởi vậy nên các công tác đối nội nó sẽ được đặt chậm. Sau này đội ngũ của mình có sự gắn kết rồi, lúc đấy chúng lại dịch chuyển dần, bổ sung thêm một số cái đầu mục nữa của ban cán sự, thì khoảng tầm đến 2 tháng nữa chẳng hạn, 1 tháng nữa chẳng hạn, chúng ta lại ngồi lại có những cái buổi như này với nhau, lại kiến giải lại với nhau, phải bổ sung thêm việc này việc kia nữa, thì lúc đó thì chúng ta sẽ làm cái việc đó, đúng không ạ? Nhưng có một cái chia sẻ rất hay của Đông, đấy chính là cái việc là nhận được cái sự phản hồi của ban tổ chức ạ. Thì cái đấy là cái phần mà đúng là mình sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải làm ngay đó. Còn những cái phần mà liên quan đến đối ngộ các nhóm khác, vì có một cái nữa là khi mà chúng ta làm việc nhóm và làm online thì cái việc kết nối giữa các thành viên nhóm khác thì nó sẽ không quá cần thiết như nếu như chúng ta offline chúng ta phải gặp nhau thường xuyên, đúng không ạ? Thì cái việc kết nối với các nhóm khác là cần phải làm, nhưng mà ở đây chúng ta làm online cho nên là điều đó nó bị giảm cái phần quan trọng đi đó, cho nên là mình chưa đưa vào đây, bởi vì nó phụ trợ thì nó sẽ phải làm rất là nhiều thứ khác nhau. Đó, còn tất nhiên tùy vào thế mạnh và điểm mạnh cũng như là cái mong muốn riêng của từng nhóm thì mình có thể làm nhiều thêm cái việc phụ trợ khác, thì đấy là ý kiến riêng của mình. Nhưng có một việc mà mình đồng ý sẽ làm ngay, đấy chính là cái việc liên quan tới mỗi một bài tập thì sẽ có thêm được cái sự góp ý nữa của bên ban cán sự đó, thì mình sẽ cùng gửi lên trên đấy, anh chị em nào có ý kiến gì thì mình cùng ý kiến, nhưng xin phép ban cán sự là ban tổ chức sẽ là người quyết định cuối cùng cái bài tập đó, nhưng vẫn sẽ nhận được cái sự phản hồi, thì ban tổ chức có thể gửi lên trước cái bài tập đó để cho ban cán sự cùng suy ngẫm. Thì ai có cái ý kiến gì thì đóng góp, đúng không ạ? Có thể là gửi trên một cái file drive thì mọi người có thể góp ý kiến trên đó. Đó thì đấy chính là, nhưng mà ban tổ chức xin phép được là người chốt, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ không đi được đến cái phần cuối cùng, được không ạ? Thì đó là cái phần mà ghi nhận từ phần của thầy Đông. Rồi ạ, xin mời chị Thảo, đúng không ạ? Chị Thảo giơ tay này. Dạ vâng, em xin phép hỏi một chút là ban tổ chức thì có cái quy định gì là tức là cái thông báo của ban tổ chức đấy ạ? Bởi vì em thấy là thứ nhất là trong mấy hôm gần đây thì em đang thấy là mọi thứ nó hơi bị gấp, thực sự là mọi người chưa kịp quen nhau, xong rồi kiểu chưa kịp kết nối gì ạ, rồi ban cán sự cũng ban đầu cũng chưa hình dung được là nhiệm vụ của mình phải làm như thế nào đó. Thế thành ra là những cái ngày đầu em thấy là kiểu mình cũng bị hơi bị nản một chút ạ. Nó cái thứ hai là bài tập của ban tổ chức thì em cũng không biết là giờ nào thì được up lên, bởi vì đôi khi nó chỉ là có những đôi khi là Facebook nó cũng bị mất thông báo ạ. Thế đến khi giáo cán đã thấy mọi người nộp bài các thứ xong rồi mọi người hỏi mình, lúc đấy mình mới bị ngớ người ra. Thế nên là mình có thể ban tổ chức có thể quy định một cái khung giờ nộp bài, tức là khung giờ đăng bài ạ. Ví dụ cứ hàng ngày, hoặc là ví dụ như mình sẽ có deadline của tuần, đúng không ạ? Thì bên ban tổ chức cần biết trước cái deadline đấy. Em muốn như vậy. Cái thứ hai nữa là mình có cái quy định về đăng bài ấy. Ví dụ như ban tổ chức sẽ đăng bài trước 5 giờ sáng hoặc là trước 6 giờ sáng của mỗi ngày, thì bọn em sẽ biết một cái khung giờ để bọn em có thể vào check để tránh trường hợp miss thông tin, mà đến khi mọi người hỏi mà mình là ban cán sự lại không biết thì rất là khó. Vì em nghĩ ở đây là hầu hết là thầy cô đều là những người đi làm, và bọn em thì là giáo viên nên là dạy online rất nhiều đó. Thế thành ra là em thấy đôi khi như vậy thì mình sẽ có cái cách làm việc nó hiệu quả hơn. Em có góp ý như vậy thôi ạ. Và bài tập thì đừng sát deadline quá như hôm vừa rồi. Có bài đăng lên buổi sáng xong rồi đến buổi tối hôm đấy đã phải nộp luôn rồi. Và kiểu bọn em là có kế hoạch trước là theo tuần hoặc là theo tháng rồi. Ngày hôm đấy là bọn em ví dụ như em ngày hôm qua là em kín hết từ sáng đến tối, em chưa có thời gian để em viết lại cái bản cam kết ấy. Mà em cũng biết là không biết lại thì mình là cả sự lớp mà mình không biết, cả sự nhóm mà mình không biết lại thì mình cũng thấy bị ngại với mọi người ạ. Đó, mà rõ ràng là lịch của mình là lịch fix trước rồi, bởi vì từ sáng đến tối là em dậy và kiểu đào tạo đó, nên là nó cũng hơi bị gấp ấy. Dạ. Rồi ạ. Rất là cảm ơn sự chia sẻ của chị Thảo, đúng không ạ? Chị Thảo thì cái phần đó cũng là cái phần mà ban tổ chức đã kaizen, mình cũng đã đề xuất với anh em trong ban tổ chức rồi, là sau cái buổi ngày hôm qua thì mình cũng có đề xuất một số cái ý rồi. Điều đầu tiên là sẽ thống nhất lại cái khung giờ đăng bài, cái khung giờ đăng bài giống như chị Thảo nói, là phải có thống nhất cái khung giờ đăng bài cho mọi người để mọi người biết trước cái là khi nào đăng. Và cái thứ hai là cái kênh truyền thông mà khi mà cái quy trình truyền thông với mọi người là lấy cái kênh gốc là kênh Facebook, sau đó thì truyền vào cái nhóm ban cán sự để mọi người đều biết được rằng bài tập ban cán sự. Thì ban tổ chức sẽ truyền vào 2 nhóm, một là nhóm chung hơn 200 người của chúng ta ấy. Cái thứ hai là nhóm ban cán sự, sau đó thì ban cán sự sẽ biết là bài tập đã đăng, tức là khi đăng Facebook xong thì đăng luôn trên Zalo, thì ban tổ chức sẽ làm công tác đó, thì ban cán sự sẽ gửi cái bài tập đó vào trong nhóm nhỏ của mình.
trong nhóm nhỏ của mình. Nhưng mà trước đó thì sẽ có cái phần kiến giải trước đó, thì ban tổ chức cũng sẽ liệt kê trước những cái bài tập cho các thầy cô. Có thể là trong từng tuần một thì sẽ có một cái hệ thống bài tập trước sẽ định sẵn với các cả nhà mình về lịch sẽ phải làm gì trong vòng một tuần, sẽ phải làm gì trong vòng một tuần, thì chúng ta cùng nhau thống nhất cái khung bài tập chung đấy trong vòng một tuần. Thì mỗi một lần mà ban tổ chức thông báo thì sẽ nhờ, gọi là ở đây nếu như mà ở góc độ góp ý thì ban tổ chức sẽ gửi trước cho các tất cả thầy cô trong ban cán sự của chúng ta một cái lịch làm việc trong một tuần cụ thể 7 ngày nó như thế nào đó. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất, ví dụ như là chủ nhật chẳng hạn là cái ngày mà chúng ta cùng nhau chốt lại, ví dụ như là ban tổ chức sẽ gửi vào khoảng tầm từ 6 tuần trước, sau đó thì đến chủ nhật thì sẽ chốt lại những cái ý kiến từ phía ban cán sự, sau đó thì ban tổ chức sẽ fix một cái thống nhất cuối cùng đấy, đúng không ạ, một cái thống nhất cuối cùng để gửi cho tất cả thành viên bài tập cả một tuần, để mọi người đều biết trong tuần này chúng ta sẽ phải làm gì, những bài tập của chúng ta cụ thể như thế nào, thì mọi người sẽ không bị gấp nữa đó, đúng không ạ. Còn cái thông tin của chị Thảo thì thực ra thì cái phần liên quan tới bài tập thì nó đang bị miss một chút, là chúng ta chưa thống nhất cái quy cách chúng ta làm thôi. Còn thực tế là ban tổ chức cũng đã gửi cho tất cả mọi người cái lịch từ ngày 28 đến ngày 31 rồi thì phải. Đó, thì mọi người, nhưng mà quan trọng là cái kênh truyền thông chúng ta chưa thống nhất lại với nhau, cho nên là nó bị miss thông tin thôi, nó bị chậm thông tin thôi, đúng không ạ. Thì cho nên là một ngày thì chúng ta cũng cố gắng là check cái thông tin từ phía bên nhóm của ban cán sự, bất cứ một cái lịch nào chúng ta cũng sẽ đăng lên đó, và ban tổ chức cũng sẽ lập ra một cái drive, gửi cho các thầy cô một cái drive để trong cái file đó thì sẽ update toàn bộ lịch cả tháng luôn, cả tháng hành trình của chúng ta đi như nào, từng ngày nào làm cái gì. Ví dụ ngày hôm nay là học sáng ngày thứ tư và sáng chủ nhật là chúng ta học cái chương trình của toàn bộ thành viên này, sau đó thì ngày hôm nay chẳng hạn, thì tất cả chúng ta lên chúng ta thấy được toàn bộ cái lịch đó, update thôi cả tháng luôn. Đó, cả tháng luôn, rồi ngày nào chúng ta làm gì, bài tập như nào cũng sẽ có, thì ban tổ chức sẽ gửi lại cho tất cả mọi người cái file đó để mọi người vào phát là nhìn thấy ngay, đúng không ạ. Rồi ạ, thì cảm ơn cái sự góp ý của chị Thảo và thầy Đông. Còn cái vừa nãy chia sẻ của bạn Tâm về cái câu chuyện của việc là các đội nhóm ạ, thì thực ra thì tùy từng góc nhìn của mình thôi, tùy từng cái văn hóa thôi, văn hóa của mình đẩy nặng cái tính thi đua thì cái việc cạnh tranh nó sẽ nặng, nhưng mình vẫn để thi đua, nhưng mình không đẩy cái văn hóa thi đua nó quá cao như các công ty sale bất động sản, là các công ty sale kinh doanh để các đội nhóm phải cạnh tranh nhau để được nhận được phần thưởng đó. Bởi vì cũng có thể là một số bạn mà tham gia nhiều các môi trường kinh doanh sẽ bị ám ảnh với câu chuyện đấy, nên là tùy thôi, tùy cái văn hóa của mình xử lý thế nào với cái phần đấy. Cuộc sống của mình thì vẫn cần phải có cái sự tiến lên, đúng không ạ. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta sống hòa hợp trong sự tiến lên đấy thì nó sẽ tạo ra cái sức mạnh chung. Còn nếu không thì các đội nhóm nó sẽ bị ì, nhưng chúng ta sẽ biết quản lý thế nào để cho nó không quá là đặt nặng đó. Thì thời gian mình làm rất nhiều hành trình rồi, hành trình nào cũng sẽ cần phải có thi đua cả, nhưng chưa có một hành trình nào của mình thấy các nhóm cạnh tranh với nhau một cách không fair cả, mà mọi người thực sự nâng đỡ nhau như những người anh em thật sự, thậm chí còn nhường nhau đó. Nó phụ thuộc vào văn hóa nhiều hơn, thì cái điều đấy văn hóa quan trọng hơn là cái cách luật chơi của tổ chức, văn hóa quan trọng hơn là luật chơi. Với góc nhìn của mình khi xây dựng một hành trình, văn hóa quan trọng hơn luật chơi. Luật văn hóa càng tốt thì luật chơi nó bị giảm nhẹ đi. Còn văn hóa mọi người đấy sống, kể cả là sống luật chơi thì cực kỳ là nhẹ nhàng cho mọi người gắn kết với nhau, nhưng không có văn hóa gắn kết thì mọi người vẫn nói xấu nhau bình thường à. Cho nên là văn hóa quan trọng hơn. Đó. Đấy ạ. Mình muốn được phần này nó hơi lâu một chút đấy ạ. Mình muốn thống nhất cái phần này nó quan trọng hơn. Bởi vì ban cán sự chúng ta sẽ có tuần nào chúng ta cũng có một buổi làm việc với nhau, cho nên là không có vội gì mà phải tham nhiều kiến thức trong ngày hôm nay cả, mà hôm nay mình muốn được lắng nghe mọi người nhiều hơn để kết nối lại. Rồi, cảm ơn Tâm này, chị bạn Đông và chị Thảo. Rồi ạ, tiếp ạ, mình muốn được lắng nghe thêm một thầy cô nữa. Em muốn có ý kiến ạ. Dạ vâng. Em xin chào tất cả anh chị trong ban tổ chức và các thầy cô ạ. Em là ban cán sự ở nhóm 02 ạ. Và em chưa làm ban cán sự bao giờ nên là em thấy rất là tự ti ạ. Em thấy các nhóm rất là sôi nổi ạ. Và
Em biết là chị Khánh Chi thì rất là bận, chị không chỉ là phụ trách nguyên nhóm của em mà còn rất là nhiều nhóm khác nữa. Em muốn được tự mình kết nối các thành viên với nhau ấy, nhưng mà em chưa có kinh nghiệm ạ. Và hầu hết thì các anh chị đều có gia đình rồi và họ có các khung giờ rất là bận, nên là em muốn nhờ một anh chị ở trong trong nhóm của mình, không phải các anh chị trong ban tổ chức, là em muốn nhờ một ai đó có nhiều kinh nghiệm có thể là chia sẻ cho em ạ. Thì các anh chị có thể để lại tin nhắn ở trong nhóm và em sẽ liên hệ với Facebook của anh chị đó ạ. Em cảm ơn ạ. Dạ. Rồi ạ. Em xin hết ý kiến ạ. Rồi, cảm ơn Nhung, chị Nhung. Vâng. À, tiếp theo là chúng ta đi vào cái phần sau khi mà thống nhất cái nhiệm vụ, ba nhiệm vụ này rồi. Thực ra thì khi mà làm nghĩ ra ba cái nhiệm vụ này á, đề xuất cả ba nhiệm vụ này thì bản thân của mình cũng muốn làm thế nào để cho nó đơn giản nhất và nó trọng tâm nhất đó, để chúng ta focus vào từng cái giai đoạn nó được tốt hơn. Còn liệt kê ra được các nhiệm vụ nhỏ thì nó rất là nhiều, thì ban tổ chức sẽ gửi lại tất cả trong tuần này á, của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái file, và trên cái file đấy sẽ tóm tắt toàn bộ tất cả những cái nội dung trong hành trình của mình, cũng như là mọi người vào file đấy là gần giống như kiểu một cái cẩm nang á. Với cẩm nang thì ban tổ chức sẽ sắp xếp lại cái đó thì sẽ gửi lại cho tất cả thành viên của mình. Rồi ạ, tiếp theo là ở đây thì có một cái tip nữa. Chắc là tuần sau chúng ta sẽ đi vào cái nguyên lý lượng hòa, hôm nay thì nó không đủ thời gian nên là mình sẽ không đi lượng hòa mà nói một ít phút nữa thì nó không đủ. Đó, thì hôm nay chúng ta dành nhiều thời gian hơn. Thì có một cái tip nữa, một cái phần nhỏ nữa mà để chúng ta cùng nhau ghim cái này ạ, là chúng ta phương pháp để chúng ta kết nối với thành viên mới trong đội nhóm của chúng ta. Phương pháp đây. Thì đầu tiên á, là chúng ta hãy cởi mở, cái sự cởi mở với thành viên của mình, chủ động giới thiệu bản thân của mình và chia sẻ những gì mình đang làm. Đó, thì muốn người khác, giống như chúng ta muốn người khác bắt tay mình á, thì mình phải đưa tay ra trước. Đó là nguyên lý rất là quan trọng. Muốn người khác bắt tay mình thì mình phải đưa tay ra trước, chứ còn tự nhiên mình cứ bảo là ê bắt tay tớ đi xong tớ không chịu đưa tay ra thì rõ ràng đấy không được. Cho nên là mình muốn người khác mở lòng với mình, chia sẻ với mình, thì bước một mình luôn là cái sự mở lòng của chính mình trước với người khác. Chúng ta hay chia sẻ những câu chuyện của mình thì người khác sẽ chia sẻ thôi. Thì hay giới thiệu, hay có những câu giới thiệu của mình với tất cả mọi người. Thì đây chính là cái phần đầu tiên để chúng ta làm việc trong đội nhóm. Cái phần thứ hai đấy chính là hãy tạo ra các chủ đề chung cho đội nhóm của mình cùng bàn, giới thiệu về quê quán, tên nhóm của mình là gì, rồi quan điểm. Thì mình thấy rằng là phần lớn các nhóm của mình đã làm phần này rồi, nhưng mình chỉ liệt kê lại để nếu như nhóm nào chưa làm tốt thì chúng ta cùng chú tâm thôi ạ. Cái phần thứ ba đấy chính là kết nối mạng xã hội, là kêu gọi thành viên của mình kết bạn với nhau và đăng bài về nói về nhóm mình và tag các thành viên vào. Thì đấy là thứ ba, kêu gọi các thành viên kết bạn với nhau, kết bạn Facebook với nhau. Tối thiểu là các thành viên trong nhóm của mình có hơn chục người thôi thì hãy kết bạn trên Zalo và Facebook với nhau. Đó, thì đấy chính là cái phần mà mình muốn rằng là tất cả thành viên của mình cùng làm. Và chúng ta ngoài những cái bài đăng nói về hành trình của mình, về những cái bài học mình nhận được, thì nên có những bài đăng nói về đồng đội của mình. Đó, những cái người mà chúng ta mới quen cảm nhận như thế nào, chúng ta đăng như vậy. Thì tất nhiên là hoặc là không có cảm nhận gì thì chúng ta cũng nói là mới tham gia thì cũng không có nhiều cảm nhận, nhưng rất mong mọi người thế nào đó, kiểu như vậy. Thì đấy chính là cái phần thứ ba là liên quan đến kết nối. Thì đây là một cái bài đăng, nó ví dụ là như này, đây là một cái bài đăng mà ngày xưa lúc mà mình làm câu lạc bộ kỹ năng mềm trường đạp xây dựng ấy, 6 năm trước, từ tháng 12, mùng 10 tháng 2, 2015. Thì đây là cái hình ảnh mà, đây là những cái người mà khoảng tầm hơn chục người, cũng hao hao như cái nhóm của chúng ta ấy, khoảng tầm hơn chục người. Anh em cũng lần đầu tiên gặp nhau luôn, lần đầu tiên gặp nhau cái buổi ngày hôm đấy. Khi mà mình đăng lên mình tìm kiếm những thành viên để cùng nhau xây dựng một cái câu lạc bộ về kỹ năng tại trường, thì có khoảng tầm 20 người đăng ký và có khoảng tầm hơn 10 người đến cái buổi đầu tiên để họp cùng nhau. Đấy, sau này cái đội này chính là cái đội nòng cốt để xây dựng một câu lạc bộ khoảng tầm hơn 100 người đến từ 15 trường đại học khác nhau trên toàn địa bàn Hà Nội, thời điểm khoảng tầm cuối 2015, tức là sau khoảng tầm 8 tháng hoạt động. Thì ngay từ cái buổi đầu tiên thì mình về mình đã có một cái cảm xúc nào đó muốn nói về cái đội nhóm này rồi. Đó chính là một cái, và ở đấy thì một cái điều mà mình chia sẻ với tất cả mọi người lúc đấy chính là một cái mong muốn là
tại sao mà tất cả các môi trường ở kinh tế quốc dân, ở ngoại thương họ có rất nhiều những cái môi trường kỹ năng mềm và sống rất năng động, tại sao môi trường kỹ thuật của mình thì lại ù lý bụi bặm như vậy, và sinh viên kỹ thuật thì thường là rất là logic lý tính, không thể chấp nhận được việc như vậy được, cho nên là anh em có đồng ý là sẽ phải làm nó khác đi không? Thì mọi người đều đồng ý làm cái việc đó, thì tự nhiên có sự đồng lòng mà, và đấy chính là một cái khởi tâm để khiến cho những con người này khoảng tầm hơn 10 bạn này sau đó thì đi cùng đến cuối chặng đường mà cùng với cái năm đầu tiên của mình làm ạ, thì chỉ có khoảng tầm 2-3 bạn ở đây là dừng giữa trường thôi, còn lại là đi với nhau gắn bó từ đầu đến cuối hết. Và đấy chính là một cái điều đầu tiên mình nghĩ rằng là nó có, do cái phần đầu tiên là những ngày đầu tiên gặp nhau ạ, là có một cái điểm chung nào đó được gắn kết lại với nhau bằng những cái bài viết, bằng những cái lời nói chung chí hướng và chung cái mong muốn với nhau đó. Cho nên là những cái ngày đầu tiên nó rất là quan trọng, nó sẽ khiến cho chúng ta quyết định được đến cái đội nhóm của mình sau này như thế nào. Thì hy vọng rằng thầy cô và anh chị em mình cùng nhau có những cái bài viết nhiều về đội nhóm của mình, cũng có thể là chúng ta đăng lên K1 thì cũng được, không cần nhất thiết là phải đăng lên trên nhóm, trên tường cá nhân của mình đó, thì để chúng ta có được cái sự kết nối với các thành viên cũng như là chúng ta truyền được cảm hứng cho mọi người khác đó. Đôi khi chúng ta kết nối với nhóm khác chỉ bằng cái việc chúng ta làm tốt những thứ chúng nhóm mình đang làm, sau đó những các nhóm khác họ sẽ học theo, thì đấy chính là cách chúng ta tương tác với người khác, tương tác mà không cần phải tương tác gì, đấy chính là chúng ta làm tốt những thứ chúng ta đang làm để truyền cảm hứng cho các nhóm khác, thì đấy chính là sự tương tác vững bền nhất, đúng không ạ? Thì mình muốn hướng tới cái việc tương tác kiểu như vậy. Tiếp theo là hiểu và thương du kích. Ở đây kiểu du kích tức là gì? Là chúng ta, bởi vì có một cái đặc điểm là khi chúng ta làm việc trên mạng xã hội, làm việc không gặp nhau trực tiếp, cho nên là cái việc mà chúng ta phải kết nối với nhau á, nó rất là nhiều, và phần lớn sẽ chỉ có thông qua kênh online là chủ yếu thôi. Bởi vậy nên là hãy lặng lẽ vào tường cá nhân của các thành viên của chúng ta, xem tường của họ, xem tường của họ để làm gì, không phải là để mình tò mò xem cuộc sống của họ thế nào, mà để mình hiểu họ hơn, để mình xem họ thích gì, để mình xem họ có trăn trở như gì. Thì một cái đội nhóm mà không có sự thấu hiểu mà gọi là gắn kết thì không thể gắn kết được, không thể gắn kết đội nhóm dựa trên cái sự thiếu thấu hiểu nhau, nó rất là khó, trừ khi là cái tấm lòng của mình phải rất rộng mở để đón nhận mọi người thì chúng ta mới gắn kết, thì chúng ta mới yêu thương được mọi người thôi. Chứ còn khi mà chúng ta vẫn đang là trong quá trình mình rèn giũa bản thân thì chúng ta cần phải thấu hiểu thì mới có sự yêu thương. Bởi vậy nên là chúng ta cùng vào tường cảnh của họ xem. Mình thường có thói quen là gọi là đào mộ đấy, những cái hoạt động cũ xưa kia của họ để xem cái con người của họ cách đây khoảng tầm 2-3 năm nó như thế nào với bây giờ đó. Thì mình thấy rất hay, mình thấy có rất nhiều câu chuyện để nói với họ. Khi mình hiểu họ rồi thì sẽ nói có câu chuyện, còn khi mình không hiểu họ thì mình không có câu chuyện gì cả. Cho nên là rất nhiều người hỏi mình là tại sao mà mình không biết nói gì với mọi người, thì mình hỏi họ là cậu có hỏi hiểu gì về họ không? Nếu như cậu không hiểu gì về họ thì cậu sẽ chả bao giờ nói được cái gì với họ cả. Còn khi cậu hiểu họ thích gì thì cậu lấy cái đi sở thích để của họ làm chủ đề. Khi cậu hiểu cái trăn trở của họ thì hãy lấy cái sự trăn trở của họ là chủ đề để nói chuyện. Khi mình thấy cái nỗi đau nào của họ thì hãy lấy nỗi đau của họ làm cái chủ đề để nói chuyện. Đúng không ạ? Thì rõ ràng cái câu chuyện mà không có gì để nói là cái vấn đề gốc của không có gì để nói là từ việc mình không có gì để hiểu họ cả. Mình không có chủ động tìm hiểu họ thì không có gì để nói hết ạ. Thì cho nên là một cái nguyên tắc rất là quan trọng trong làm việc nhóm hay là để thấu hiểu người khác thì đấy chính là hiểu họ. Hiểu rồi thì mới sẽ đưa ra được cái phương pháp đúng đắn. Hiểu rồi thì mới đưa ra được cái góc nhìn đúng đắn. Cũng giống như cách mà ngày hôm nay chúng ta làm với nhau là chúng ta bắt đầu đưa ra quan điểm với nhau, đúng không ạ? Thì đấy chính là cách để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Hay là anh chị thấy là mình hay lấy cái ảnh của mọi người để làm các slide đấy, thì đấy chính là cách để mình đang hiểu tất cả thành viên trong hành trình của mình nhiều hơn. Tất nhiên hơn 200 người thì mình không thể nào mà hiểu được hết từng người một, bởi vì phải vào từng người thì nó rất là mất nhiều thời gian và cái nguồn lực của mình thì không đủ, cho nên là mình sẽ chỉ có chạm ở cái phần bề nổi một chút thôi. Nhưng mà với chúng ta trong ban cán sự mà có khoảng tầm trong nhóm của mình có khoảng tầm 10 người đến 12 người thì rõ ràng cái việc chúng ta hiểu sâu từng người là điều khả thi, có thể làm được. Bởi vậy nên là hãy hiểu cái điều đó, xem họ thích gì, đi làm gì để tìm chung điểm chung trong nhóm của mình nha. Đây là việc rất là quan trọng. Giống như cách mà một nhân viên đi bán hàng chẳng hạn, thì họ cũng phải hiểu cái tâm lý khách hàng là gì, thích cái gì, để họ có thể là đưa ra những cái chia sẻ nó được đúng đắn về vấn đề khách hàng đang gặp phải. Thì làm việc nhóm nó cũng y hệt như vậy. Hay là ngay cả khi mà chồng của mình, vợ của mình, con của mình cũng như vậy, thì mình cũng phải có những cái sự thấu hiểu nhiều hơn đối với
người thân trong gia đình của mình bằng cách là hiểu họ như thế nào. Đó, rất là nhiều mối quan hệ dạn vỡ sinh ra từ việc mình muốn áp đặt người khác theo ý của mình nhưng hoàn toàn không biết cái sở thích của họ, cái mong muốn của họ là gì, thì nó sẽ sinh ra sự áp chế. Cũng giống như ngày hôm nay mình rất là muốn chúng ta cùng nhau mở lòng để chia sẻ, thì rất là vui vì nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ phía các thầy cô để đóng góp chúng ta vào cái hành trình này được tốt hơn. Thì đấy chính là một cái phương pháp đó. Thì đây là việc thứ tư mà chúng ta cùng nhau thực hiện. Rồi chúng ta sang tiếp cái slide. Ở cái việc thứ năm, đấy chính là hãy thống nhất và ghi mục tiêu văn hóa của đội nhóm. Mục tiêu đội nhóm thì bằng mục tiêu hành trình cộng mục tiêu cá nhân. Văn hóa nhóm thì bằng văn hóa hành trình và cộng văn hóa cá nhân, văn hóa riêng. Đó, thì mỗi một nhóm của chúng ta đều cần phải xây dựng với nhau cái mục tiêu chung, những cái chí hướng chung. Ở đây thì rất là nhiều nhóm mình thấy để những cái slogan rất là hay, ví dụ như là đọc sách bằng cả trái tim, đúng không ạ? Hay là trí tuệ đi trước rồi trí tuệ đúng đắn thì mới có tình yêu thương đúng đắn chẳng hạn, kiểu như vậy. Thì đấy chính là những cái chí hướng chung của đội nhóm, nó hòa quyện với mục tiêu của hành trình của mình. Thì một đội nhóm của chúng ta cần phải có mục tiêu và văn hóa. Thì thầy cô, anh chị em mình cùng nhau thống nhất cái này với team của mình. Chúng ta đến đây, mỗi một cá nhân của chúng ta đều có những cái mong muốn riêng, thì hãy hòa quyện nó lại để trở thành một cái mục tiêu chung. Và văn hóa cũng như vậy, cũng phải có những cái văn hóa hành trình và cũng văn hóa riêng của từng người. Thì đấy chính là ghi mục tiêu lại, và khi mà mình cùng nhau giải quyết vấn đề thì hãy đưa ra lấy cái mục tiêu và văn hóa này làm kim chỉ nam để soi. Đấy, chứ không phải là lấy quan điểm riêng của lãnh đạo hay là quan điểm riêng của ban cán sự để soi, mà lấy cái văn hóa và mục tiêu chung của chúng ta soi thì nó sẽ ổn hơn, chứ không phải là lấy quan điểm riêng cá nhân của từng ai để soi, khi đấy thì nó là sự áp chế. Còn chúng ta là ban cán sự, là chúng ta đại diện của nhóm thôi, chứ không phải là nhóm là chúng ta, nhóm là ta, mà là ta chỉ là đại diện của nhóm thôi. Bởi vậy nên là khi mà mình quyết định một cái vấn đề nào đó thì hãy lấy cái mục tiêu và văn hóa chung của tập thể, mà văn hóa chung và mục tiêu đấy nó đã được toàn bộ tất cả thành viên đồng ý ban đầu rồi, để chúng ta soi lại, chứ không phải là chúng ta lấy cái quan điểm theo tôi là thế này, theo bạn, theo anh là thế này để áp cho mọi người phải làm cái việc đó, thì khi đấy mọi người sẽ cảm thấy khó chịu. Đó, thì đấy chính là cái việc thứ năm mà chúng ta cần phải làm, là một thống nhất lại cái mục tiêu và văn hóa. Cái mục thứ sáu là văn hóa tương tác. Thì chúng ta không để quá 6 giờ trừ ban đêm mà không có kết nối tương tác với nhau trên nhóm Zalo. Không để 6 giờ nha, không phải quá 6 giờ trừ ban đêm không tương tác gì kết nối trên nhóm Zalo cả. Ví dụ như là bây giờ 6 giờ chẳng hạn, mà đến 12 giờ mà không thấy mọi người động đậy cái gì trên nhóm, thì chúng ta hãy tìm kiếm một cái chủ đề nào đó để đưa lên trên nhóm. Đó, đưa lên trên nhóm. Hoặc là chúng ta có thể là làm bầu một người gọi là ban văn nghệ, là ban văn nghệ chẳng hạn, làm thế nào để mọi người xôn xao hơn trong nhóm. Thì cái đấy thì tùy, chúng ta có thể làm được hoặc là nhờ một ai đó làm được. Những cái người mà làm công tác liên quan đến phát hoạt động phong trào thường là họ là người hướng ngoại. Đó, thì hãy tìm những cái người hướng ngoại trong nhóm của mình. Buổi sau thì mình sẽ chia sẻ với thầy cô anh chị em mình về cái công cụ DISC. DISC thì ở đây những ai mà mình chưa được tiếp cận với công cụ này thì mình có thể comment được không ạ? Thì mình xem cái mức độ của mọi người, khi mọi người biết nhiều rồi thì mình sẽ chia sẻ nó ít hơn một chút. Rồi. Chưa biết. Rồi ạ. Buổi sau nhá, buổi sau mình sẽ chia sẻ cái công cụ này rất hay. Nhìn một người, nhìn cách họ chat thôi là biết họ tweet tính cách nào. Đó, tất nhiên là vẫn là gọi là thầy bói xem voi đoán mò thôi, đoán thông qua hiện tượng thôi, nó chưa phải chính xác hẳn đâu. Cho nên mình cũng không bị kẹt lắm vào cái sự phán đoán đó, nhưng cũng cần phải phán đoán để đưa ra cái được định hướng. Cũng giống như việc chúng ta vào rừng, đúng không? Chúng ta biết từ hướng gió này, từ việc là chim nó bay như thế nào, hay là từ cái một số hiện tượng chẳng hạn, chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta nên đi hướng nào. Thì đấy chính là cái phần phán đoán. Và tất nhiên cái phán đoán đấy có thể sai, nhưng rõ ràng có phán đoán thì tốt hơn, đúng không ạ? Thì cho nên là từ việc chúng ta sẽ phải biết được thành viên của mình tuyết tính cách nào, hướng nội, hướng ngoại, là tuyết mà có ảnh hưởng, hay là tuyết chi tiết cụ thể, hay đặc biệt là cái tuyết mà gọi là đại bàng đi, rất là hổ báo, rất là quyết định, rất là mang tính chất là của sự dũng cảm. Đấy, thì từ chúng ta hiểu cái tính cách của mọi người, từ cách mọi người chat tin nhắn nó như thế nào, thì mình cũng sẽ có cái sự minh họa cụ thể trong cái buổi học hôm tuần sau với tất cả các thầy cô, để chúng ta hiểu cái người này tiếp tính cách như này thì nên làm việc thế nào với họ đó, để cho nó cụ thể hơn. Rồi ạ. Và
thì đây chính là văn hóa tương tác với tất cả các thành viên. Và chúng ta có một cái chút để ý là khi thành viên nào ít tương tác thì chúng ta cần phải chăm sóc riêng một chút. Là thực ra thì những cái người mà tiếp mà mang tính chất những người chi tiết hoặc là những cái người mang tính chất lý trí ấy, thì đôi khi họ chết, ít nói lắm, họ ít nói nhiều hơn. Đặc biệt là nam giới mà không có tiếp và ai tức là influence, tức là cái tiếp mà người ảnh hưởng ấy, thì họ sẽ rất ít nói. Cho nên là không phải ít nói là không phải ít nói là không tốt, mà đôi khi nói nhiều quá mới lại là không tốt đấy, bởi vì nói nhiều quá mọi người cảm thấy mệt đấy. Thì chính từ việc là chúng ta sẽ phải cân bằng được cái việc tương tác trong đội nhóm, khi nào nên nói và khi nào không nên nói, thì trong cái buổi tuần sau thì mình sẽ chia sẻ với tất cả nhà mình về cái phần này. Và thì đấy chính là cái 6 cái việc. Đây chính là 6 cái việc mà chúng ta cần phải làm trong ngày hôm nay. Một là mở lòng này, hai là tạo được chủ đề chung cho nhóm cùng bàn này, cái thứ ba đây chính là kết nối mạng xã hội này, cái thứ tư là hiểu và thương mang tính chất nhỏ lẻ nhiều hơn, là hãy tìm hiểu từng người trong nhóm của mình để hiểu họ hơn một chút đấy, vào xem tưởng họ, xem họ hay đăng cái gì, họ như thế nào, để chúng ta bắt đầu có độ cảm về mọi người. Tất nhiên cũng không cần phải quá là chi tiết cụ thể đâu, nhưng ít nhất là để chúng ta có độ cảm với họ đã đấy. Ví dụ như là bây giờ, ví dụ như xong ở công ty chúng ta là một cái người làm sếp chẳng hạn, khi chúng ta không hiểu thì rất là khó để chúng ta thương được họ. Ví dụ như là một cái người nhân viên của mình đi hay đi muộn, thì mình thường là nếu như mình làm sếp ấy, mình cực kỳ là bực mình với cái sự tại sao họ cứ hay đi muộn như vậy. Nhưng mà khi mà mình hỏi, mình ngồi riêng với họ này, em hãy cho anh biết là tại sao mà trong thời gian vừa qua em hay đi muộn như vậy đi, thì họ chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình của họ nó như thế này này, là gia đình nhà em ấy thì rất là hoàn cảnh, bố thì bị ốm, ngày nào cứ sáng sớm là phải dậy sớm vào viện nấu cháo, xong vào viện đưa bố, xong về nhà đưa con đi học, sau đó chuẩn bị công việc tại nhà, sau đó thì mới đến công ty làm việc, ngày nào cũng phải dậy từ 4 giờ sáng mà làm vẫn không kịp xuể để đến công ty khoảng tầm 7-8 giờ. Cho nên là rất là mong muốn là biết rằng là công ty của mình có quy định như vậy, nên là cũng chia sẻ hoàn cảnh đấy để anh thấu hiểu nhiều hơn đó. Thì nếu như mình là cái người làm sếp mà mình nghe cái câu chuyện mà cái người đồng nghiệp của mình chia sẻ như vậy ạ, thì rõ ràng mình, cái việc mình có thể mình vẫn phạt đấy, nhưng mình phạt trong một cái sự yêu thương, mình phạt trong một cái sự hiểu họ hơn, thì nó cũng không có sự bực dọc. Còn ngày xưa ấy, là mình phạt trong một cái sự ức chế, một cái sự bực bội, đúng không ạ? Thì rõ ràng cái mối quan hệ nó sẽ bị ảnh hưởng. Còn ngay cả khi không làm việc với nhau nữa thì nó cũng không còn là bạn với nhau nữa, nó rất là phiền. Cho nên là nếu như mình thực sự hiểu cái hoàn cảnh của họ thì mình sẽ biết cách hiểu hơn. Mặc dù theo quy định của tổ chức làm sai là bị phạt, thì mình vẫn phải hành động theo cái góc độ mình là đại diện của tổ chức, nhưng góc độ của cá nhân, hai cá nhân với nhau nha, thì không có mối quan hệ gì hết, không có vấn đề gì hết. Cho nên rất nhiều người ví dụ như là vì một mối quan hệ cá nhân mà bỏ cả nhóm. Ví dụ đi, hai bạn trong tổ chức, nhóm của mình có 10 người, hai người xích mích nhau, sau đó hai người nói muốn rời nhóm. Thế thì mình lại hỏi cái người đấy là em mâu thuẫn với bạn kia hay em mâu thuẫn với nhóm mình? Thì bạn nói là em mâu thuẫn với bạn kia. Nếu như em mâu thuẫn với bạn kia thì em phải bỏ bạn kia, chứ tại sao lại bỏ nhóm mình? Đúng không ạ? Thì em đang bị làm sai. Nếu như chúng ta đang mâu thuẫn với nhóm, với một thành viên trong nhóm, chứ không phải chúng ta mâu thuẫn với cả nhóm, chúng ta phải rất hiểu rõ vấn đề này. Đó, thì chính là cái việc chúng ta hiểu nhau thì chúng ta sẽ biết cách làm nó tốt hơn. Thì đấy chính là cái việc liên quan tới hiểu và thương trong nhóm. Và ghi mục tiêu lại văn hóa tương tác. Và cái phần cuối cùng là mình chia sẻ về cái mô hình đệ nhị thân. Cái mô hình này thì cái nguyên thủy của nó từ cái phương pháp mà do sư ông Thích Nhất Hạnh có trình bày trong cuốn mình không nhớ lắm, trong cuốn gì nhỉ, Hạnh Phúc, tự nhiên mình lại quên mất rồi. Trong một cuốn sách thì thầy Thích Nhất Hạnh có trình bày về cái phương pháp liên quan đến gọi là đệ nhị thân. Đệ nhị thân tức là như thế này, là chúng ta cùng nhau kết nối thành một cái vòng tròn chăm sóc nhau. Ở đây thì mình thấy một số nhóm đã hình thành rồi, nhưng ở đây thì mình muốn chia sẻ nhiều hơn về cái ý nghĩa của đệ nhị thân nha. Đệ nhị thân là cái thân thứ hai, đệ tức là người huynh đệ, nhị tức là cái thứ hai, và thân là cái thân thể. Đệ nhị thân chính là một cái thân thứ hai của mình, từ đó liên kết nhóm sẽ thành một khối đoàn kết và học cách cho đi. Thì khi mà làm việc nhóm, chúng ta để ý này, làm việc đệ nhị thân nhá, chúng ta thấy cái vòng tròn này, người A
ke người B, người B ke người C thích ke người E lại quay ngược lại chăm sóc người A. Thì đây chính là cái mô hình chúng ta nhắc nhở nhau đấy. Sau này nhá, sau này làm bài tập thì đội trưởng chúng ta không cần phải bao quát hết tất cả thành viên trong nhóm nữa. Chúng ta là ban cán sự không cần nhất thiết phải thích ke toàn bộ thành viên trong nhóm nữa, mà chúng ta sẽ chỉ cần thích ke chung, bao quát chung thôi, nhưng thích ke chi tiết vào một cái người cụ thể, sau đó thì người đấy sẽ thích ke tiếp để tạo ra một cái vòng tròn hợp nhất. Thì ví dụ như là bài tập chúng ta sẽ xem thành viên của mình đã làm chưa, đúng không ạ? Chúng ta nhắc nhở đệ nhị thân của mình là bạn xem đệ nhị thân của bạn đã làm bài tập chưa thì bạn nhắc nhở đi, kiểu như vậy đấy. Và ở đây có một nguyên tắc là không thích ke ngược lại, A chăm sóc B nhưng B không chăm sóc lại A. Đó, thì như vậy thì nó sẽ tạo ra khối đoàn kết. Bởi vì khi chúng ta phân nhỏ là A chăm sóc B rồi B chăm sóc A thì rất có thể A với B tự nhiên thành một cặp, sau đó thì họ tách khỏi cái đội nhóm luôn. Rất nhiều trường hợp nó như thế này, là tự nhiên tách khỏi đội nhóm, riêng biệt khỏi đội nhóm. Tức là mình chia nhóm nhỏ thành nhóm, nhóm lớn thành nhóm nhỏ, thì lại thành các nhóm nhỏ riêng biệt chứ không phải là một khối đoàn kết nữa. Thì đây chính là cái phần liên quan tới vòng tròn đệ nhị thân. Thì vòng tròn này nó có mấy cái ý nghĩa. Cái đầu tiên ấy là giúp cho chúng ta học cách cho đi vô điều kiện. Giúp chúng ta học cách cho đi vô điều kiện, tức là khi mình chăm sóc người A chăm sóc người B thì người B sẽ chăm sóc tiếp người C chứ không quay ngược lại chăm sóc người A, tức là người A sẽ được học cách cho đi vô điều kiện, học cách chăm sóc một người mà người đấy không chăm sóc mình, đúng không ạ? Đây chính là cái phần mà rất là quan trọng. Cái phần thứ hai đấy chính là để nó tạo ra được một cái sự gắn kết trong đội nhóm, một cái thể thống nhất đó, không tách nhóm. Thì đấy chính là cái phần đệ nhị thân. Thì nguyên tắc của nó là gì? Người A hỗ trợ người B, sau đó thì nguyên tắc một ấy, là người A hỗ trợ người B, người B tiếp tục hỗ trợ người C, và cứ như vậy tạo thành một vòng tròn khép kín. Cái phần thứ hai, nguyên tắc thứ hai là không hỗ trợ ngược lại. Nguyên tắc thứ ba là không kén chọn đệ nhị thân của mình, mà bất cứ ai mình cũng có thể nâng đỡ và được nâng đỡ. Nên đảo đệ nhị thân định kỳ để nhóm có chăm sóc được cơ hội để chăm sóc nhau nhiều hơn. Ví dụ ở đây hành trình của mình có 3 tháng, thì cứ hết một tháng thì chúng ta nên thay đổi lại vòng tròn đệ nhị thân để mọi người được tương tác với nhau. Rất là nhiều người khi mà làm việc thì ví dụ mình quý bạn A thì mình muốn được chăm sóc bạn A, thì như vậy thì nó vẫn là cái phần cá nhân, nó không phải đội nhóm rồi. Cho nên là không được kén chọn đệ nhị thân như vậy. Chúng ta giang đun, ví dụ như tất cả mọi người cùng nhau chat trên nhóm, viết là chữ tôi lên trên nhóm chẳng hạn, sau đó thì giang đun ngẫu nhiên đó, ai lên trước thì sẽ, tức là theo một cái dây chuyền như vậy đó, thì sẽ thấy một cái thứ tự, người thứ nhất sẽ thích em người thứ hai thích em người thứ ba, cứ như vậy một cái dây chuyền gọi là ngẫu nhiên như vậy. Nguyên tắc thứ tư là nội dung hỗ trợ không chỉ bó hẹp trong công việc học tập, mà tất cả những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống của mình đó, là mình luôn luôn có sự quan sát người khác để xem họ đang gặp vấn đề gì để mình thích em. Thì tối thiểu mình phải làm tốt được cái công tác thứ nhất, thứ hai, thứ ba đã. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Và hỗ trợ được họ tối thiểu là trong cái việc nhắc nhở làm bài tập trước đã. Còn chưa biết là giúp được họ cái gì khác trong cuộc sống không. Nhưng ít nhất phải có được nguyên tắc này. Đấy. Thì đây chính là cái mô hình để gắn kết đội ngũ trong thời gian đầu. Nhưng tất nhiên, như nhà mình có thể thấy rằng là bản chất của đội nhóm nó không phải là mô hình theo kiểu A với B, B với C như thế này, mà nó phải là mô hình mạng xã hội. Mạng xã hội tức là gì ạ? Kết nối gọi là chéo nhau, A đến B, A đến C, A đến E, đúng không? A đến D, tức là nó chằng chịt mối quan hệ với nhau thành một cái mạng xã hội, chứ nó không phải là mô hình theo kiểu là tuyến tính theo kiểu hình tròn như này đâu. Nhưng việc chúng ta đưa ra mô hình này để giống như kiểu là đưa ra cho mỗi một người có một cái trách nhiệm nào đó phải chăm sóc một cái ai đó cụ thể ạ. Còn tất nhiên chúng ta nói là bây giờ bạn phải có trách nhiệm chăm sóc tất cả thành viên khác thì nó chung chung, mặc dù đó là đúng là công việc của thành viên trong nhóm thật. Nhưng mà để mà ra một công việc cụ thể thì chúng ta phải cụ thể, thì có một cách là A chăm sóc B, B chăm sóc C, C chăm sóc D, đúng không ạ? D chăm sóc E. Thì đấy chính là mô hình đệ nhị thân của chúng ta, để chúng ta cùng nhau take care. Thì hoàn toàn thầy cô có thể đưa cái mô hình này về trong nhóm của mình để tạo ra một cái vòng tròn huynh đệ nhắc nhở nhau. Đó, khi có bài tập thì người A sẽ lên xem người B đã làm bài tập chưa. Đó, thì người A sẽ nhắc người B, sau đó thì người B lại lên xem người C đã làm bài tập chưa, rồi lại nhắc nhở người C. Đó, thì mình sẽ có hai nhiệm vụ, một là nhiệm vụ chính, hai là nhiệm vụ phụ của một người làm của mình. Một là nhiệm vụ chính của mình ấy là gì, là take care người B,
Còn nhiệm vụ phụ của mình là nhắc nhở chung cho toàn nhóm là bạn phải làm đi, bạn phải nhắc nhở đến người thân của mình đi. Đó, thì như vậy thì ban cán sự của mình sẽ nhẹ việc hơn, cũng như là đội nhóm sẽ làm việc độc lập hơn và đặc biệt là có sự kết nối mạnh hơn. Còn nếu như mà một đội nhóm mà quá phụ thuộc vào ban cán sự của chúng ta thì nó sẽ rất là mệt mỏi, bởi vì cũng có một ngày đẹp trời nào đó chúng ta không bận việc chẳng hạn, đúng không ạ, thì đội nhóm của mình nó lại trì trệ mà không có sự nhắc nhở nhau. Thì ở đây chúng ta đã thấy rằng mỗi một người sẽ có trách nhiệm riêng với một người rồi, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là ban cán sự sẽ có trách nhiệm hơn chục người, thì nó rất là mệt, một người chăm sóc mười mấy người nó rất là mệt. Còn bây giờ là mỗi một người chỉ chăm sóc chính một người thôi, nó sẽ nhẹ hơn, đúng không ạ? Và cái thứ hai đấy chính là ban cán sự của mình chỉ có cái nhiệm vụ là thúc đẩy, hỗ trợ và phát động cho mọi người chăm sóc nhau. Thì đấy chính là nhiệm vụ chính của ban cán sự trong cái việc đó. Chứ còn ban cán sự đi take care từng người thì là cái nhiệm vụ ban đầu thôi, để gắn kết đội ngũ lại với nhau để hiểu họ hơn thôi. Chứ còn về sau thì chúng ta phải nâng cao cái tinh thần đó để cho tất cả mọi người cùng được làm cái việc đó, cái việc xây dựng đội nhóm. Đúng không ạ? Thì nội dung trong ngày hôm nay thì chúng ta trình bày như vậy thôi. Và mình đúc kết lại trong ngày hôm nay của chúng ta có mấy nội dung chính như sau để cùng nhau thực hiện. Một là chúng ta đi vào góc nhìn đội nhóm, hay mượn tất cả cái nhân duyên cuộc sống của mình, cái sự tương giao cuộc sống của mình để chúng ta được làm việc nhóm. Cái thứ hai, nội dung thứ hai đấy chính là phần 3 nhiệm vụ cơ bản của ban cán sự. Ba nhiệm vụ cơ bản của ban cán sự ở đây. Và từ cái việc là lắng nghe ý kiến của tất cả thầy cô và anh chị trong ban cán sự nhà mình, thì ban tổ chức cũng sẽ có cái đầu công việc liên quan tới việc là thống nhất lại cái quy trình để ra bài tập và thống nhất quy trình để truyền thông tới tất cả đội ngũ của mình, và sẽ có lưu đồ để mình nhìn rất là rõ, thì sẽ gửi lại cho nhà mình trong muộn nhất là trong ngày hôm nay, tức là tối hôm nay thì sẽ gửi lại cho tất cả nhà mình. Cái việc đấy cũng không khó. Cái tiếp theo đấy chính là sẽ thống nhất một cái giao diện để cho tất cả chúng ta tìm lại cái thông tin, ví dụ như là hành trình của mình, danh sách của mình là những ai này, nội dung bài tập nó như thế nào, và đặc biệt là lịch làm việc của chúng ta trong từng tuần từng tháng, thì sẽ gửi lại cái file để cho tất cả thành viên ban cán sự chúng ta truy cập vào để biết được cái phần đấy, để chúng ta có thể là chủ động được trong công việc của mình rồi ạ. Và một phần nữa trong ngày hôm nay chúng ta làm phần nội dung thứ ba là cái phương pháp kết nối thành viên, đúng không ạ, bằng 6 phương pháp đó. Và cái thứ tư là liên quan tới vòng tròn đại diện thân, thì đấy chính là nội dung làm việc của chúng ta trong tuần này của ban cán sự. Chúng ta chốt lại những vấn đề như vậy. Thì cái phần đại diện thân, không biết là có thầy cô cũng như là anh chị em nào mình có cái thắc mắc gì về vòng tròn đại diện thân này không ạ? Một số thầy cô mà anh chị em mình đã áp dụng thì mình có thể là chia sẻ thêm, hoặc là mình đang còn chưa biết cách làm như thế nào, hoặc là còn băn khoăn điều gì thì mình muốn được lắng nghe để chúng ta chốt lại trong nội dung cho ngày hôm nay, phần vòng tròn đại diện thân. À Minh ơi. Dạ. Tôi muốn Minh chia sẻ thêm á, là có nên gắn trách nhiệm của đệ nhị thân trong cái việc take care này không? Tức là có nên trong nhóm là B làm không được phạt cả A luôn á. Kinh nghiệm thực tế của Minh như nào? Kinh nghiệm thực tế của Minh là có làm được đấy, 50-50. Nhưng cái đấy thì nên là trong nhóm mình làm nội bộ với nhau thôi, còn tổng hành trình của mình thì mà chỉ quan tâm đến cá nhân. Bởi vì nếu như mà làm như vậy thì cả hành trình của mình nó rất là nhiều việc phải làm, cho nên là mình nghĩ là cái việc đấy nên để nhóm làm. Là anh em trong chiến đội Việt Nam á, là ví dụ như là một người không làm bài tập thì 100.000 chẳng hạn, thì cái người kia thì sẽ phải sẻ chia 50.000. Thì đấy chính là cái phần trách nhiệm của đề nghị thân, cho nên là mình của tiền đau con sót mà, nên là mình cũng phải có trách nhiệm, mình nhắc nhở đồng đội mình. Thì cái đấy thì nhóm của mình nên thống nhất với nhau, cách đấy khá là hay để khiến nhóm mình có cái động lực. Mọi người cái gì liên quan đến tài chính mà tiền đau con sót, nên là mọi người nhắc nhở nhau nó sẽ nhiều hơn. Thì đấy là một cách cũng có thể làm. Cái đấy là phương pháp nha, cái đấy là phương pháp, còn tất nhiên là mình nó không phải là nguyên lý, cho nên là cũng có nhóm có thể áp dụng, cũng có nhóm không áp dụng. Cái đấy thì tùy từng nhóm thôi. Đấy, nhưng mà thời gian đầu mà ví dụ như quan trọng nhất là sự đồng lòng của cả team ấy, nó quan trọng hơn. Đồng lòng của cả team rồi thì làm phương pháp nào nó cũng được hết. Còn chỉ sợ rằng là phương pháp hay nhưng mà mọi người không đồng lòng. Còn mọi người đồng lòng mà phương pháp nó không hay lắm thì thực ra nó vẫn hay.
Mình xin phép có một chút ý kiến nhỉ? Dạ vâng, mời chị ạ. Vâng, xin phép Minh và chào các thầy cô. Bởi vì là mình có em bé nhỏ mới sinh 4 tháng nên không bật cam được. Dạ. Bé đang ở cạnh mẹ. Thì xin phép Minh là thống nhất là sẽ giao nhiệm vụ vào nhóm Facebook, đúng không ạ? Bởi vì Zalo nó sẽ rất là dễ bị trôi và nó không có mang tính chính thống. Facebook nó hỗ trợ mình có thể giáo dục và giao nhiệm vụ tốt hơn. Dạ. Vâng, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình có mong muốn rằng là tức là cái thông điệp của Trí tuệ Việt Nam cũng như là hành trình kiến tạo văn hóa đọc thì rất là tuyệt vời và thực sự là nó đem đến rất nhiều giá trị. Thế mà mình có hai cái ý kiến nhỏ. Một là mình có thể đơn giản hóa các cái khái niệm được không, để những người như tức là bản thân mình là giáo viên văn thì mình có thể hiểu và cảm thấu được, nhưng có nhiều khi là những thành viên trong nhóm hoặc là các thành viên khác của hành trình ấy, họ đến từ nhiều cái vốn văn hóa khác nhau, vốn sống khác nhau ấy, thì họ tiếp nhận những khái niệm này đôi khi nó sẽ hơi khiên cưỡng một chút. Thì đấy là cái mong muốn với ban tổ chức và ban xây dựng nội dung ấy, thì rất là cảm ơn. Cái thứ hai á, là chúng ta có thể tính đến đường dài, mà một khi đã tính đến đường dài thì phải chú mục vào một cái trọng tâm rất là rõ ràng ấy. Thì thời gian vừa rồi là chúng ta xây dựng đội nhóm mà ban tổ chức cũng hướng đến cái xu hướng là hiểu và thương thì rất là đúng. Thế nhưng mà mình cũng muốn là truyền ngay cho mọi người được một cái thông điệp, đó là cái nhiệm vụ trọng tâm của hành trình này là đọc sách, đúng không ạ? Thì cái điều đó phải được chú mục ngay từ những ngày đầu tiên để chúng ta truyền được cái thông điệp đó. Mình cảm thấy là thời gian đầu này các thành viên cũng đang đang hơi băn khoăn về cái việc này, là xem là chúng ta đang chú mục vào cái điều gì, là xây dựng cái sự kết nối hay là chú mục vào cái văn hóa đọc sách. Thì cái này mình phải làm rõ ngay để cho mọi người có một cái nhìn thống nhất. Thì cảm ơn Minh và mọi người đã lắng nghe ạ. Rồi, cảm ơn chị đã góp ý ạ. Thì có hai cái phần mà mình cũng muốn kiến giải với nhà mình. Một là cái liên quan tới cái phần từ ngữ đơn giản hơn, thì đồng ý là chúng ta làm việc trong môi trường đại chúng, tức là môi trường mang tính chất cộng đồng, thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng ngôn từ đơn giản. Nhưng mà cũng có một cái góc nhìn nữa là khi mà chúng ta đôi khi chính vì việc chúng ta phải đơn giản hóa ngôn từ quá nhiều lần, nó sẽ mất làm nội hàm của cái phần chúng ta hướng tới đó. Cho nên là ở đây thì ban tổ chức sẽ nghĩ cách để dung hòa cái điều đó lại, còn nếu như mà dùng quá đơn giản thì đôi khi mọi người sẽ bị hiểu nó bị không đúng đắn về cái nội hàm mà ban tổ chức đang hướng tới. Cái thứ hai đấy chính là cái phần liên quan tới cái vấn đề liên quan tới chính nhắc lại cái cụ thể họ mình lại quên mất rồi. Vâng, tức là cái tinh thần mà hành trình văn hóa đọc hướng tới ấy. Cái tinh thần, đúng không ạ? Thì mỗi một tuần của chúng ta đều có một chủ đề riêng, đúng không ạ? Tuần này của chúng ta chủ đề là gì ạ? Thì có một cái lỗi của ban tổ chức, đấy chính là chưa nói rõ từng tuần một cái trọng tâm chính là đúng gì. Đúng rồi đấy ạ, chính xác, phải có cái trọng tâm. Nhưng ban tổ chức đã nói đến nhưng chưa nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đúng không ạ? Và cũng có thể là một số thầy cô khi theo dõi thì không theo dõi cụ thể hết. Đấy chính là tuần này của mình là mang được gọi tên là tuần hiểu và thương, đúng không ạ? Nhưng mà đúng là ban tổ chức chưa truyền thông cái điều này đến với tất cả các thầy cô và ban cán sự để chúng ta đồng lòng cái việc đấy, đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta đồng lòng thì rõ ràng chúng ta biết tuần này tập trung vào hiểu và thương, tập trung kết nối đội ngũ, tuần sau bắt đầu đi vào hành trình mang tên khởi động, đúng không ạ? Bắt đầu mang từ việc đọc sách, từ việc nghiên cứu làm thế nào để đưa sách vào đời sống, đúng không ạ? Thì từng tuần một, thực ra thì ngay cái phần đầu tiên á, cái buổi khai giảng đầu tiên thì bạn cũng có chia sẻ về từng tuần nội dung chính của chúng ta làm gì rồi, nhưng có thể là nó chưa mọi người có thể là bị quên bởi vì chỉ nghe một lần thôi, đúng không ạ? Cho nên là từ lần sau thì chúng ta sẽ thống nhất với nhau là từng tuần chúng ta thì cái người điều phối ban tổ chức sẽ gửi cho mọi người cái trọng tâm trong tuần, từng tuần là gì để cho mọi người cùng nắm, để mọi người khỏi bị hoang mang, được không ạ? Và lần này thì đại diện của ban tổ chức thì mình cũng muốn chia sẻ với thầy cô và anh chị là trọng tâm của chúng ta tuần này là hiểu và thương, là kết nối đội ngũ và hiểu nhau nhiều hơn thì cái hành trình của chúng ta đi nó mới tốt. Còn giống như cái video đầu tiên mình có bật cho anh chị em ấy, chúng ta đi một mình cũng tốt thôi, nhưng rõ ràng là sẽ thiếu cái sự gắn kết và thiếu cái sự
để hành trình 9 bước của chúng ta đi, đúng không ạ? Thì cái bước thứ 5 rất quan trọng là nhận ý kiến đóng góp và cái sự góp ý và sự giúp đỡ từ đồng đội của mình. Cho nên là nó sẽ bị khuyết ở cái phần đấy nếu như đội ngũ chúng ta không gắn kết. Cho nên tuần 1 là cái tuần mà chúng ta giống như kiểu chuẩn bị á, chuẩn bị cho một cái hành trình, chuẩn bị cái nguồn nhân lực cho cái hành trình chúng ta tự học. Cho nên là tuần 1 là tuần hiểu và thương. Thì rất là mong thầy cô và ban cán sự của chúng ta truyền đạt lại cái thông tin này đến với thành viên của mình để chúng ta nhất quán và đồng lòng với nhau. Rồi ạ, rất là cảm ơn sự phản hồi. Và chính vì nhờ cái sự phản hồi này của nhà mình mà ban tổ chức cũng có cái góc nhìn được trọn vẹn hơn về hành trình của mình, cũng như là có cái sự điều chỉnh để cho nó phù hợp. Và rất hy vọng rằng có ý kiến đóng góp nào thì rất mong thầy cô và anh chị em mình cùng có thể là đóng góp. Thì một là mình có thể đóng góp thông qua cái chat trực tiếp với ban tổ chức, thành viên trong ban tổ chức. Cái thứ hai đấy chính là có thể gửi luôn lên trên nhóm ban cán sự cũng được, không sao đâu ạ. Mình cùng nhau kiến giải. Và ban tổ chức cũng không lo lắng về việc là khi mà mọi người đưa ra quá nhiều vấn đề, không sao hết. Bởi vì đấy chính là cái quyền cá nhân và quyền chúng ta được, trách nhiệm chúng ta cần phải đóng góp cho dự án. Đó, thì rất là hy vọng rằng là thầy cô anh chị em mình hãy nhanh chóng, tức là gì ạ? Khi gặp thấy vấn đề là phản hồi cho ban tổ chức luôn ạ. Đó, thì đấy chính là cái phần mà ban tổ chức sẽ tiếp nhận để đưa ra cái hành trình nó được trọn vẹn nhất. Còn những buổi như thế này là cái buổi mà chúng ta giải quyết vấn đề, những vấn đề trọng tâm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó, còn tiếp nhận vấn đề thì mình cũng muốn là chúng ta cùng nhau đưa ra nó cho nó kịp thời. Rồi ạ, rất là cảm ơn cô giáo vừa trình bày hai cái ý rất là hay mà bản thân của ban tổ chức cũng sẽ phải cải gen lại, cải tiến thêm. Vâng, cảm ơn ạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi ạ. Rồi, cảm ơn tất cả các thầy cô chúng ta trong buổi ngày hôm nay. Buổi lần sau thì chúng ta sẽ đi vào nội hàm liên quan tới thế nào là xây dựng một cái đội ngũ mạnh hơn. Tiếp theo là cái nguyên lý để làm việc nhóm, để xây dựng nâng tầm đội ngũ bằng nguyên lý lục hòa. Đây là cái nguyên lý mà đã tồn tại 2600 năm rồi, để chúng ta xây dựng đội ngũ gắn kết và nâng tầm hiểu biết cho nhau. Thì trong tuần sau chúng ta sẽ đi vào nội dung này. Đủ thời gian thì chúng ta đi vào cái 4 nhu cầu của con người, là thế nào chúng ta hiểu biết khi họ đến với hành trình này, chúng ta khi chúng ta đi làm việc chúng ta sẽ biết cái nhu cầu nào, rồi 4 phương pháp để thu phục nhân tâm, và đặc biệt là cái phần liên quan tới xây dựng văn hóa của đội nhóm. Thực ra thì có rất nhiều nội dung nhưng mà chúng ta không thể tham được, thì ban tổ chức sẽ dần dần đưa nó vào trong từng buổi để chúng ta cùng nhau tham luận. Rồi ạ. Ok, hành trình trong buổi học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Và rất là cảm ơn sự có mặt của tất cả thầy cô trong ban cán sự và tất cả các anh chị em trong ban tổ chức của chúng ta đã dậy sớm ngày hôm nay để có mặt ở đây. Và tất nhiên trong hành trình của chúng ta có rất nhiều những cái vấn đề sẽ cần phải được giải quyết. Nhưng chính cái vấn đề đấy để khiến cho chúng ta trưởng thành hơn và chúng ta gắn kết lại đội ngũ với nhau. Còn đôi khi ban tổ chức nói gì mọi người cũng làm ạ, thì đôi khi nó lại một chiều quá, nó lại thiếu sự gắn kết. Chính việc chúng ta phản hồi với nhau nó chính là cái phần để chúng ta được gắn kết lại với nhau. Hôm nay mình rất là vui vì nhận được những đóng góp rất thẳng thắn và tâm huyết từ các thầy cô, và đấy chính là dấu hiệu để thấy rằng là các thầy cô cũng rất tâm huyết với hành trình của mình thì mới đóng góp và có cái sự trăn trở như vậy. Và ban tổ chức cũng sẽ rất cố gắng để làm, nhưng tất nhiên là trong quá trình làm nó sẽ có nhiều cái thứ còn khiếm khuyết, thì rất mong ban cán sự của nhà mình cùng thông cảm và cùng đôi khi có những thứ có thể giải quyết được ngay, cũng có những thứ chưa thể giải quyết được ngay, thì cũng mong nhà mình có thể là vui vẻ mình đón nhận một chút, đúng không ạ? Bởi vì đây cũng chính là cái dự án đầu tiên mà ban tổ chức làm, và dự án này phải nói thực sự là nó rất khó. Rồi ạ, Thảo. Vâng. Đây thì mình thấy có chị Thảo muốn chia sẻ. Vâng ạ, mời chị Thảo ạ. Alo. Dạ. Mình nghe không Mừng? Dạ dạ. Mời chị ạ. Thảo cũng có cái ý như cô hồi nãy đó, là tại vì khi mà tham gia hành trình đó, Thảo cũng chưa hình dung ra được là mình sẽ đi như thế nào á, thì nhờ Minh và ban tổ chức hôm nay hoặc là qua tuần gửi giúp mọi người cái hành trình cụ thể mà mình sẽ đi nó trong cái khoảng thời gian 3 tháng, thì nó đi theo một cái bảng chung trước. Nếu mà mọi người chưa có cái chi tiết á, thì mình sẽ đi theo cái bảng chung là theo tuần, hay là kế hoạch mình sẽ làm như thế nào, và trình tự ba cuốn sách mình sẽ đọc như thế nào.
Và trong những cái khoảng thời gian đó thì mình sẽ có những cái hoạt động gì ở bên dưới đó, để cho mọi người trong nhóm nắm nó sẽ rõ hơn. Mình tại vì sẽ có nhiều bạn là chưa có sử dụng Zoom được hay là chưa có biết sử dụng Facebook đồ chi tiết thì nó đang gặp một số cái vấn đề, nên là nhờ Minh gửi sớm cái bản chi tiết để mà mọi người hình dung trong đầu là mình sẽ làm gì như thế nào trước thì để hỗ trợ các bạn nó được nhanh hơn á. Rồi, cảm ơn sự góp ý của chị Thảo ạ. Rồi, mà ban tổ chức còn về cái vòng tròn đệ nhị thân á, thì cũng giống như cô nãy chia sẻ, thì thật ra là nếu mà cô không chia sẻ thì Thảo cũng không có cảm. Cô chia sẻ cái góc nhìn rất là hay, có nghĩa là khi mà mình bước vào cái hành trình để mà kiến tạo văn hóa đọc thì từ bữa giờ mình chưa cảm nhận được cái việc đọc sách, nhưng mà như Minh chia sẻ đó là đúng là tuần này là tuần hiểu và thương. Thì thật ra nếu mà không tham gia hành trình này thì mình vẫn có thể đọc sách được, việc đọc sách mình vẫn sẽ diễn ra hàng ngày. Nhưng mà lý do để mà mình tham gia cái chương trình này á là để có một cái đồng đội để cùng nhau làm những cái việc đọc sách nó có ý nghĩa hơn, nó có kế hoạch và nó có khoa học hơn, và nó sẽ được áp dụng vào thực tế một cách là hiệu quả hơn. Bởi vì nhiều khi mình đọc sách một mình, nhưng mà mình chỉ đọc thôi, nó chỉ là chữ thôi và nó chỉ là kiến thức của những cái người viết sách thôi, chứ nó chưa là của mình. Thì khi mà có một cái đồng đội trong nhóm, khi mà đã hiểu và đã thương á, và khi mà nhắc tâm là cái mục đích của mình khi đến với hành trình này, thì Thảo nghĩ là mọi người sẽ không có quên cái đích đến cuối cùng của mình, và sẽ cùng nhau đọc hiểu những cái trang sách và cùng áp dụng vào cái cuộc sống của mình, thì nó sẽ rất là ý nghĩa. Cảm ơn ban tổ chức đã có một cái hành trình rất là hay như thế này. Cảm ơn Minh và các anh chị. Rồi, cảm ơn sự đóng góp của chị Phương Thảo. Và thực sự là giống như mình chia sẻ đấy, hành trình này nó là hành trình mà chưa có tiền lệ. Phần lớn các chương trình dự án đọc sách mà của mọi người làm phần lớn nó chỉ dừng lại bước 3 thôi, tức là đọc sách để rút kết, sau đó thì thôi, tức là phát động phong trào đọc sách, mọi người đọc sách. Nhưng mà trong hành trình này của mình, anh như anh chị thấy, cả nhà mình thấy là vừa cả xây dựng đội ngũ này, đọc sách mà không chỉ đọc sách mà ứng dụng sách vào đời sống, cái ứng dụng sách vào đời sống mà không những ứng dụng cho mình mà phải cùng đồng đội của mình ứng dụng thì nó khó rất nhiều. Cho nên là ở đây là một dự án mà nó khó, cho nên là mà lần đầu tiên làm nữa, cho nên nó sẽ có nhiều vấn đề, và chính từ những buổi như này chúng ta sẽ cải thiện dần. Rất là cảm ơn sự góp ý của các thầy cô anh chị trong ban cán sự và cùng nhau để chúng ta tạo nên hành trình, và hy vọng rằng là trong những dự án K2, K3 thì sẽ có thêm các thầy cô trong ban cán sự sẽ trở thành ban tổ chức luôn, để cùng làm cái việc này cùng với ban tổ chức nữa, thì nó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi ạ, buổi ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc, và sau buổi ngày thì ban tổ chức đã thêm thu nhận được tất cả ý kiến đóng góp của tất cả các thầy cô, và ban tổ chức sẽ gửi lại cho nhà mình những cái kế hoạch làm việc, đặc biệt là sẽ theo tuần, và nhiều hơn đấy chính là cái một cái file để cho mọi người có thể nhìn thấy một cái lịch trình cụ thể. Và tuần sau thì tuần đầu tiên này thì liên quan đến công việc gắn kết thôi, còn tuần sau là bắt đầu đi vào cái hành trình, thì từng tuần một mình sẽ có cái nội dung timeline cụ thể, đọc cuốn sách gì, đọc như thế nào, và từng nhóm sẽ làm việc với nhau như thế nào để mình đảm bảo được cái chất lượng của dự án, được không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả thầy cô và anh chị rất nhiều đã tham gia buổi ngày hôm nay. Rồi mình mở mic lên mình chào nhau nào. Chào ban tổ chức, chào các thầy cô nhé. Chào ban tổ chức, chúc mọi người chúc mọi người vui vẻ. Chúc mọi người vui vẻ. Mọi người an toàn trong mùa dịch nhé. Chào tất cả các anh chị em trong ban tổ chức, chào các thầy các cô trong ban tổ chức cũng như anh chị em trên Zoom ạ. Vui và hạnh phúc ạ. Chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng ạ. Biết ơn ban tổ chức rất là nhiều ạ. Chào các thầy cô. Các thầy cô thực hiện tốt quy định 5K của chính phủ nhé. Em đang ở Bắc Ninh, dịch nhiều lắm. Rồi, sức khỏe đấy chị nhé. Rất nhiều ạ. Người bình an. Mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Đến Bắc Ninh ạ. Đến mọi miền Tổ quốc Việt Nam.